Được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh cộng đồng chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Như vậy là thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua 4 phiên giao dịch đầu tiên của năm mới năm 2022, và phải nói rằng một tuần với 4 phiên giao dịch rất thành công của thị trường. Phải nói như vậy, thị trường của chúng ta đã break vùng index, đã break vùng 1510 điểm để đi lên những cái vùng kháng cự rất là cao. Cùng với đó thì chỉ số VN30, chỉ số VN30 và chỉ số VN30F1M phái sinh thì cũng đã có những cái ngưỡng target ở 1555 điểm đến 1560 điểm. Đấy là một mức tăng rất là tuyệt vời. Cùng với đó thì các anh chị cũng có thể nhận diện ra rằng danh mục các cái mã cổ phiếu mà được Hùng Lê nhấn mạnh, được Hùng Lê phân tích ở trong một trend kỹ thuật dài thì đã có một tuần giao dịch hết sức là thành công và đã mang lại rất nhiều những cái lợi nhuận, rất nhiều những cái niềm vui cho nhà đầu tư trong một năm mới. Và trong một năm mới vừa qua thì khởi động cái năm mới thì Hùng Lê cũng đã lấy 5 cái mã cổ phiếu mở mua mới để khuyến nghị anh em chúng ta đầu tư để chúng ta lấy hên, và tí nữa thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ đi phân tích những cái danh mục như vậy. Và cũng là một cái bản tin tuần thứ hai của đầu năm mới, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có 4 tuần giao dịch nữa, 3 tuần giao dịch nữa các gì? 3 tuần hay 4 tuần? 4 tuần giao dịch nữa thì đâu đó là chúng ta cũng bắt đầu nghỉ Tết Dương, Tết âm lịch. Như vậy là chúng ta cũng sẽ cố gắng ở trong cái 3 tuần còn lại thì chúng ta sẽ làm sao đó để chúng ta hiện thực hóa cái mục tiêu lợi nhuận của năm 2022. Nó làm tiền đề, những cái tiền đề rất là quan trọng để chúng ta khởi động một năm 2022 nó tốt hơn, nó thành công hơn. Và một cái điều rất là tuyệt vời đó là trong cái chặng đường vừa qua thì Hùng Lê đã nhận được cái sự đồng hành, sự ủng hộ của cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta. Và Hùng Lê tin chắc rằng những anh chị em nếu như có một cái tinh thần học tập tốt và chúng ta có một cái thái độ cầu tiến kết hợp với những cái giá trị mà Hùng Lê mang lại ở trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, thì có thể khẳng định rằng các anh chị sẽ lớn dần theo thời gian. Đó, sẽ lớn dần theo thời gian, và đến một ngày nào đó thì các anh chị cũng sẽ trở thành một cái chiến binh thực thụ. Chúng ta nắm vững được những cái quy luật vận động của thị trường cũng như quy luật vận động của cổ phiếu. Và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta chia sẻ để chúng ta lớn hơn, chúng ta học tập để chúng ta lớn hơn. Và bản thân Hùng Lê thì cũng học tập rất nhiều điều từ những anh chị em đi trước cũng như anh chị em cộng đồng nhà đầu tư. Ở trong team của Hùng Lê thỉnh thoảng các anh chị cũng mang lại những cái mã cổ phiếu rất là đẹp và rất là, có thể nói là rất là tâm đắc, để cho Hùng Lê có thêm những góc nhìn tham khảo đó. Vậy thì chúng ta luôn luôn hướng đến một cái cộng đồng tốt đẹp, đó là cái sự sẻ chia và cái sự góp sức, làm sao đó để người biết ít thì sẽ dạy cho người chưa biết gì, và người biết nhiều thì dạy cho người biết ít. Và trong một cái bản tin nó cũng khá là đặc biệt ngày hôm nay, đúng không ạ? Bản tin 188 thì nó đặc biệt rồi, bây giờ đến bản tin 189, số khá là đẹp, đúng không các anh chị? Khởi động cho năm mới, một cái sự rất là ngẫu nhiên, nó ra bản tin 188 và đến bản tin thứ hai thì là 189. Như vậy là số 88 và số 89 cũng khá là đẹp. Ok, thì đấy là một vài cái ý mà trước khi mà Hùng Lê bắt đầu đi phân tích cái bản tin tuần của chúng ta. Thì như thường lệ thì bản tin tuần Hùng Lê cũng sẽ có 3 phần chính. Phần thứ nhất đó là chúng ta có thể view lại cái kịch bản tuần vừa qua, thì cũng sẽ kết hợp với phân tích xu hướng thị trường năm tuần mới. Và cái nội dung cơ cốt lõi ở trong cái bản tin tuần đó là chúng ta sẽ view một số các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản, và Hùng Lê sẽ chọn ra những cái danh mục nào mà tốt nhất và những cái mã cổ phiếu nào tốt thì sẽ được cùng nhấn mạnh khá là kỹ ở trên bản tin tuần. Thì các anh chị em của chúng ta lưu ý, và chúng ta sẽ có bút, có sổ để chúng ta ghi lại. Ok. Thì đối với VIX trong tuần vừa qua, nói chung là nó có cái thông tin xe điện, xe điếc thì nó Hùng không có quan tâm, nhưng nói chung là cổ phiếu này thì nó mang cái tính tạo lập về thị trường, tức là nó đỡ thị trường thôi. Và các anh chị hãy nhìn một cái hình ảnh là VIX dựng khoảng 3 phiên đây và sau đó nó trả hết lại về nền. Thì hiện tại nó cũng có 3 phiên dựng, và đây nó sẽ chạm vùng 105 đến vùng 110. Đây là những vùng kháng cự ngắn hạn, và khả năng thì đó, ngắn hạn thì trong tuần tới khả năng VIX sẽ trả lại về quanh vùng 98 đến vùng 100. Thủng 98 thì nó lại đi về cái vùng sấp thấp ở dưới này thôi. Nói chung là không đầu tư được. Vinhome thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đúng không? Chúng ta có phân tích một cái nền hỗ trợ kỹ thuật đây, 81.5 đến vùng 82.
Khả năng thì Vinhome sẽ chạm lại vùng 86.5 đến khoảng vùng 88. Đây cũng là những vùng kháng cự ngắn và các anh chị có hàng thì chúng ta cũng canh đẩy thôi. VRE nó cũng giống như một ngọn lửa bùng lên, và như vậy thì những anh chị em mà đua những cái phiên này thì khả năng là cũng khó ăn đấy, khá là khó có miếng ăn. Ngắn hạn thì chúng ta nhìn ở đây đó là vùng 36, thì đây là cái vùng kháng cự rồi, thì khả năng cái lực chốt nó cũng sẽ đến, và trong tuần tới thì chúng ta quan sát thêm ở vùng 33.5 đến khoảng vùng 34, khả năng thì cổ phiếu sẽ chỉnh cung về quanh đây, và đây sẽ là cái vùng mà sẽ đánh giá thêm cái xu hướng của VRE. Vinamilk ở trong thời điểm hiện tại cũng chưa có nhiều động lực sau những cây nến tăng trong tuần trước đúng không, và tuần này thì gần như Vinamilk đã trả hết lại về nền nền 85.5, khả năng sẽ tích lũy thêm 1-2 phiên ở đây, sẽ có thêm cái sự đánh giá. Trong trường hợp thủng vùng 85 thì xu hướng cao là nó lại quay về lại nền 83-84, và nhìn chung ở đây thì đây các anh chị có thể nhìn thấy đây. Ở trong giai đoạn hiện tại thì Vinamilk gần như cũng đang đi ngang tích lũy thôi, và nó cần phải khi nào một cái dòng tiền nó đủ lớn để nó đánh vượt thoát được vùng 92 đến 95 thì cái đấy mới xác nhận là trend kỹ thuật của Vinamilk mới bắt đầu khởi động lại. GTN nhìn chung thì GTN cũng đã cái động lực mà để đi tiếp của GTN hiện tại là cũng đang kém rồi. Các anh chị nhìn đến đây. Hai tuần vừa qua nó đi ngang và nó không đủ sức để nó bật lại, nên xu hướng là nó sẽ đi lại vùng 192, 197. Trong trường hợp thủng 192 thì đấy là một tín hiệu xấu và các anh chị cầm có thể bán. Ngành hàng không thì như đã phân tích với các anh chị rồi, nói chung là nó không có nhiều cái động lực đâu. Đây chỉ là những yếu tố tạo lập, mang tính tạo lập về cổ phiếu và thị trường thôi. Thì đối với VDC trong tuần thì có dự kiến nó có thể cán lại vùng 130, nhưng mà cái cây nến test kỹ thuật ở đây các anh chị này, nó test lại vùng 126 bị thất bại. Chính vậy nên là nó sẽ có xu hướng ngồi lại ở đây, tức là khoảng vùng 121.5, khoảng vùng 122. Tuần tới thì sẽ quan sát hỗ trợ này. Sâu hơn thì có thể là vùng hỗ trợ 118-120, chính là một cái nhịp mà VDC đã đạp ở đây. Đó. Thì rất có thể là nó hồi lên và nó lại quay lại nó test, tức là nó có cái mô hình V kép ở đây các anh chị này. Đó, thì cũng có thể là như thế này. Đó, cái cách đi thì chúng ta mường tượng thôi. Đó, chúng ta mượn những cái mô hình trong phân tích kỹ thuật thôi để chúng ta dự báo một cái xu hướng như vậy. HVN hiện tại thì cũng xem nào, như vậy HVN tín hiệu này là thất bại rồi. Nó đã bị thủng vùng 22.9 với một cây nến đỏ và xác nhận là không lấy lại được vùng 22.9 ở đây rồi. Xu hướng này thì khả năng tuần tới HVN sẽ quay lại vùng 21.5 đến khoảng vùng 22. ACV thì các anh chị có hàng thì chúng ta nên canh ở vùng 88 để ra chốt thôi, chứ còn cổ phiếu này thì hiện tại là bây giờ cũng không xác nhận để đầu tư nữa rồi. Nhìn cái cách đi này là khó. Đó, cách đi này là khó, chúng ta không cày cuốc được. Masan trong tuần vừa qua nó có một cái tín hiệu khá là bất thường. Đây là những tín hiệu bất thường anh chị em. Sau 2 tuần mà Masan đi tương đối là đẹp, nó giữ được biên 165-170. Sau khi mà nó hoàn thành cái target 170 rồi á, thì nó đi ở biên này tương đối đẹp. Và với một cái biên đẹp như vậy thì cái xác suất để mà Masan đánh tiếp là cao. Nhưng mà đến cây nến của ngày thứ 5, ngày thứ 4 thì Masan đã bị thủng. Đây các anh chị, thủng vùng 166.5, đấy là một tín hiệu khá là xấu. Và sau đó thì nó có thêm hai cái cây nến liền sau nó thì nó cũng không xác nhận được là cổ phiếu Masan để bật quay lại cái nền ở đây, đó là nền 166.5, nên là xu hướng sẽ là chỉnh giảm. Với đà này thì Masan sẽ quay về khoảng vùng 150, sâu hơn thì chúng ta vẫn phải tính toán thêm vùng 145, đó là hai cái vùng hỗ trợ ngắn hạn của Masan. MSR trong tuần vừa qua thì có một phiên giao dịch tương đối tốt, chạm lại vùng chạm lại vùng 30. Thì các anh chị nhìn thấy đây, vùng 30 vẫn là một cái vùng kháng cự tương đối là mạnh. Và đối với MSN, các anh chị lưu ý là chúng ta tuyệt đối không đua xanh và chúng ta ke những cái vùng hỗ trợ, và vùng hỗ trợ thì chúng đã phân tích đây rồi, 25 đến vùng 26. Trong 2 tuần vừa qua thì nó có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây quanh 27, đấy là những cái vùng mà chúng ta có thể canh gom cổ phiếu. Chúng ta gom được một cái lượng đủ lớn, sau đó thì tức là cái câu chuyện này là câu chuyện của thì tương lai. Tức là nếu như mà em này đánh được tiếp thì nó sẽ kéo lên vùng 32 và nó sẽ phải có một cái nhịp trả cung đấy các anh chị này. Đó, sau đó thì mới kéo đi kiểu này. Đó, thì đây mới là những cái tín hiệu mà chúng ta có thể canh gom ở bên này, gọi là mua điểm cuối ấy. Hùng hay gọi là mua điểm cuối ở đây. Đó, còn lại hiện tại thì chúng ta sẽ không đua xanh. Đua xanh chúng ta thất bại ngay. Đối với cổ phiếu BVH trong tuần thì giao dịch tương đối là yếu, phiên kết tuần bị thủng 56. Chính vì vậy nên xu hướng sẽ test lại vùng 54.8, thậm chí sâu hơn có thể tính toán là vùng 54.
MVWG 2-3 tuần vừa qua thì MVWG nó cũng đi ở trong một cái biên hình sin, biên này tương đối là hẹp. Và với xu hướng hiện tại của MVWG thì khả năng nó vẫn tiếp tục đi như vậy, và kết thúc một cái chu trình đi này thì MVWG sẽ phát đi một cái tín hiệu kỹ thuật. Một là sẽ tăng mạnh, tức là nó phải break được một cái điểm kháng cự nào đó. Hai là cổ phiếu này bị thủng vùng 125 thì đấy là một tín hiệu xấu, và các anh chị đang cầm MVWG, nếu như cổ phiếu này bị đè gãy vùng 125, chạy ngay và chạy luôn. Chúng ta ôm là chúng ta chỉ có thất bại thôi. Khẳng định với các anh chị là như vậy. Cổ phiếu PNC nhìn chung cũng không có nhiều động lực ở trong tuần vừa qua. Ở PNG thì có vùng hỗ trợ ngắn đây vùng 93, và xu hướng này thì PNG sẽ quay lại về vùng 93, các anh chị sẽ quay lại chắc chắn rồi. Nó sẽ trả cung về quanh đây và sẽ đánh giá thêm cái yếu tố kỹ thuật của nó trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba. G đối với G, cơ điện lạnh G sau một giai đoạn mình có phân tích ở đây, đó là một dao động tắt dần, thì G đã có một cái nhịp hồi, và nhịp hồi này thì đưa G về lại vùng 73.4 đến vùng 74. Đây là những cái vùng kháng cự tương đối mạnh và G đã bị đạp này, và với tín hiệu này thì G cũng cái xác suất mà để G bật lại là đang 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 không còn. Bởi vì trong một cái thế trận hiện tại là dòng tiền đang chủ đạo đánh những cái mã cổ phiếu penny và cổ phiếu mid cap, chứ còn các cái cổ phiếu la cap này thì dòng tiền nó chưa quay trở lại, nên chính vì vậy nên là ri nó cũng chưa thể hút được lại cái dòng tiền của nhà đầu tư. Thì biên 66.5 đến biên 68 dự kiến thì nó sẽ quay về đây test và sẽ đánh giá thêm. Các anh chị có hỏi là vậy thì phiên ngày thứ hai thứ ba Hùng Lê đánh giá thêm như thế nào, thì thực sự là ở bản tin tuần thì chúng ta một tuần chỉ có một bản tin thôi, thì nó khá là khó, và chúng ta có những cái team cộng đồng, ví dụ như đây R6 thì các anh chị có thể đăng ký một số các cái team cộng đồng mà Hùng Lê để đây 970 thành viên, thì có thể là sẽ có một số các cái phân tích khuyến nghị của Hùng Lê, thì Hùng Lê sẽ up lên đây. Đấy là cái sự chia sẻ. Tất nhiên Hùng không không có đủ thời gian để có thể làm được những việc mà suốt ngày có thể phân tích ở nhóm không chat mà chuyển hết lên cho các anh chị được. Đó. Còn nếu như chúng ta cảm thấy là chúng ta yên tâm rồi, ok rồi mà có thể quay trở về đồng hành cùng với team của Hùng Lê, thì các anh chị sẽ nhận được những cái phân tích trực tuyến gần như là một một trong cái quãng thời gian giao dịch. Ví dụ như trong thời gian giao dịch mà các anh chị cần hỏi Hùng ơi, cổ phiếu này mua được không? Ok, chat lên A còng cho Hùng Lê. Ngay lập tức thì cũng sẽ có những phân tích bảo nếu mua được thì chúng ta dự mua ở vùng nào, nếu không mua được thì cũng sẽ có những phân tích. Tất nhiên đấy là những ý kiến cá nhân của Lê và các anh chị cần phải vận hành được những cái phân tích đó, chứ không không phải là theo 100%. Đó, nhưng ít nhất là chúng ta cũng có những cái góc nhìn hoặc là những cái tham khảo nó là tương đối. Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một cái nhóm cổ phiếu nó rất là quan trọng, đó là nhóm ngành dầu khí. Thì các anh chị cũng biết rồi, trong tuần vừa qua thì chỉ số dầu WTI hiện tại đang giao dịch cực kỳ tích cực, và liên tục các cái bản tin tuần thì Hùng Lê đều có phân tích giá dầu, bởi vì giá dầu nó sẽ tác động trực tiếp đến cái sự hồi phục của nhóm P, và khi mà giá dầu hồi rơi về vùng 65 và sau đó thì chúng ta có phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 70 đó, và dần dần thì chúng ta đẩy cái target của giá dầu lên vùng 76.5, sau 76.5 thì có thể chỉnh cung không thủng vùng 74. Giá dầu tiếp tục đánh break vùng 76.5 và xu hướng sẽ đi về vùng 80 đến khoảng vùng 80.5. Như vậy là gì? Như vậy là giá dầu chuẩn bị lại đi về một cái ngưỡng lịch sử ở đây, và nhóm P thì cũng đang có những mã cổ phiếu, anh chị lưu ý như vậy, nhóm P đang có những mã cổ phiếu đã tiệm cận về những cái vùng kháng cự, thì chúng ta kết hợp giữa yếu tố giá dầu và nhóm P để chúng ta lựa xem là đến cái vùng nào thì chúng ta nên chốt. Nhưng nếu mà với binh tình này giá dầu nó sẽ kéo khoảng trong tuần tuần tới đi, như vậy thì P sẽ còn một tuần tới, tuần thứ hai của năm mới, đúng không? Tuần thứ nhất thì đi qua rồi, tuần thứ hai của năm mới thì khả năng P vẫn còn có những cái điểm giao dịch tích cực, và đấy là những cái thời điểm mà chúng ta đã gom P ở vùng dưới, thì đấy là những cái tuần mà chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận các anh chị. Và các cụ dạy rằng là biết đủ ở trên thị trường chứng khoán sẽ là đủ. Và có một cái câu nói rất hay, đó là lúa non thì bao giờ cũng ngon hơn lúa già. Đó, chúng ta gặt lúa non, chúng ta cảm thấy cái lúa nó vừa chín tới rồi á, cái cổ phiếu nó vừa đạt đến những cái vùng kháng cự rồi á, chúng ta có thể chốt bớt. Cái cách chốt thì các anh chị có thể tham khảo thêm, nhưng mà thông thường thì thường khi mà cổ phiếu đạt target hoặc chạm kháng cự thì cũng sẽ lựa chọn chốt đi khoảng tầm 30 đến 50% tỷ trọng,
để chúng ta thu tiền về. Thu tiền về xong á, mà trường hợp cổ phiếu nó chỉnh cung á, thì chúng ta phân tích tiếp xem là cái điểm chỉnh cung đó là điểm chỉnh cung kỹ thuật hay là điểm chỉnh cung hết sóng. Nếu là điểm chỉnh cung kỹ thuật thì chúng ta sẽ lấy 50% của cái tỷ trọng ta vừa bán xong để chúng ta mua lại ngay cái cổ phiếu đó. Còn trong trường hợp mà bán xong mà cổ phiếu nó lên, ok, tôi vẫn còn 50% nữa để tôi chốt ở những cái target cao hơn. Tức là chúng ta bằng lòng, chúng ta bằng lòng, chúng ta biết đủ. Đấy là những cái điểm mà chúng ta sẽ tuân thủ trong cái quá trình chúng ta đầu tư. Và chỉ có kỷ luật và chỉ có một cái phương pháp phân bổ vốn hợp lý, chi tiết thì các anh chị mới có thể thắng được, mới có thể tồn tại được ở trên thị trường chứng khoán. Và những cái người mà thắng lợi ở trên thị trường chứng khoán thì là số ít, còn những người thất bại ở trên thị trường chứng khoán là số đông. Và theo một cái xác suất thống kê thì chỉ có khoảng 10 đến, tức là khoảng 10, nếu mà cao thì không rõ lắm, nhưng mà nó có nói chung khoảng tầm độ 20% nhà đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán, còn 80% còn lại là thất bại. Đấy là một con số thực tế và chúng ta lưu tâm. Vậy thì làm sao để chúng ta đứng về được cái con số 20 người đó? Thì đương nhiên rồi, chúng ta phải học, chúng ta phải tích lũy kinh nghiệm. Hùng Lê cũng bị thất bại nhiều, rồi dần dần bị nó đạp nhiều, nó đấm nhiều, xong bị nó nhốt nhiều, nó úp nhiều, thì dần dần mình cũng khôn ra. Cái câu chuyện nó là như vậy. Như vậy thì chúng ta cũng cần phải có một cái quãng thời gian nhất định trải nghiệm ở trên thị trường chứng khoán. Sau đó thì chúng ta sẽ ghi chép lại những cái chúng ta đã sai ở trong quá khứ, rồi để rồi trong tương lai nếu như mà nó xuất hiện lại cái mô hình đó thì chúng ta lại bỏ nó đi. Đó, ví dụ đấy. Rồi thì chúng ta sẽ nói đến mã cổ phiếu GAT các anh chị. Rồi, GAT, ok. Thì GAT sau một cái thời gian đè nén, đúng không ạ? Ủng có phân tích cho các anh chị rồi. Đó, vùng 95, rồi xong đó là biên hỗ trợ kỹ thuật 96.5 đến biên 98. Và trong tuần vừa qua thì phiên giao dịch của ngày thứ 3 chính là phiên mà GAT đã quay trở lại vượt thoát vùng ở đây là vùng 98 và sau đó thì đi lên vùng 100. Ba phiên giao dịch kết tuần thì GAT cũng đang giao dịch tương đối tốt và dự kiến thì GAT sẽ quay lại vùng 110. Cùng với giá dầu lúc nãy cũng có phân tích thì khả năng cao thì GAT sẽ quay lại được ở khoảng tọa độ ở khoảng vùng 115. 115 đến khoảng 117 các anh chị. Rồi PLX cũng có một cái sự hồi phục tương đối là tốt, vùng hỗ trợ kỹ thuật 52.5 đến vùng 53 đã phân tích. Target đầu tiên mà PLX sẽ cán lại đó là vùng 55.5, thì trong tuần vừa qua thì PLX đã vượt thoát được vùng này. Biên kỹ thuật 55 đến 55.5 đây chính là cái biên mà PLX sẽ tích lũy trở lại để công lại vùng dự kiến ở khoảng vùng 58. PET. Thì đối với PET là Hùng Lê có nói rằng là cổ phiếu này có tính đầu cơ cao, thì một số các anh chị hiểu nhầm. Tức là cổ phiếu đầu cơ và cổ phiếu có tính đầu cơ cao nó khác nhau. Ở cổ phiếu đầu cơ thì thông thường mọi người sẽ xếp vào những mã cổ phiếu penny độ 2, 3, 4, 5 nghìn. Đó gọi là cổ phiếu đầu cơ, tức là nó không có tính cơ bản. Còn PET là một mã cổ phiếu cơ bản tốt nhưng có tính đầu cơ cao. Thì các anh chị biết rằng là có rất nhiều những mã cổ phiếu tốt nhưng nó không tăng giá. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì nó không có cái sự tạo lập, nó không có cái dòng tiền đầu cơ. Thì làm sao mà cổ phiếu nó tăng giá được, mặc dù nó tốt, cơ bản nó tốt. Vậy thì cái con PET này là nó tốt rồi, nhưng mà cái tính tạo lập, cái tính đầu cơ của nó là cao. Đó, thì các anh chị hiểu như vậy. Thì trong tuần vừa qua, xem nào, PET giao dịch tương đối tốt. Có điểm chỉnh cung, đã có điểm chỉnh cung như dự kiến ở quanh vùng 36 ở đây. Có hai phiên các anh chị, và sau đó thì PET đã break vùng 37.6 để đi về target tiếp theo của PET, đó là vùng 4x. Tuần tới thì PET sẽ có biên chỉnh 39 đến biên 40, cũng sẽ quan sát thêm. Trong trường hợp nếu mà cổ phiếu này test thành công ở vùng 39, lực cầu tiếp tục quay trở lại khoảng tầm trên 2 triệu cổ phiếu thì chúng ta sẽ nâng target của PET lên 42, sau đó thì sẽ lên 45. Tùy cái tình hình thực tế thì cũng sẽ phân tích trong những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Cổ phiếu PX là một mã cổ phiếu mà trước đây đã từng khuyến nghị phân tích đầu tư, sau một thời gian bỏ nó, sau một thời gian có bỏ, tức là sau khi mà chốt xong ở vùng 9, vùng 10 gì đây thì bỏ. Nhưng bỏ xong thì cũng thấy rằng không ổn, ta phải quay lại ngay. Và chính cái nhịp mà cổ phiếu này chạm 10 và sau đó test cung kỹ thuật ở đây, ở vùng 9 đến 9.2 đã khuyến nghị các anh chị rồi, chúng ta canh góp nhặt lại. Và kể từ đó thì PX bắt đầu hình thành một cái trang kỹ thuật ở đây, đánh lại, break lại 10.
H10 nó lên 11.2, sau đó thì lên 12 và hiện tại thì đang hướng về một cái vùng giá mục tiêu ở đây là vùng 13. Tuần tới thì PK sẽ có những điểm chỉnh cung ở quanh 12, 12.3. Rồi và xu hướng thì sẽ đánh lên vùng 13 và mạnh hơn sẽ là vùng 14.5, đó là những cái vùng giá mục tiêu mà PK sẽ hướng đến. PVT thì khả năng nó sẽ đi cùng với tọa độ của giá dầu, tức là giá dầu gặp cái kháng cự ở kia thì PVT cũng sẽ gặp kháng cự vùng 25-26 đây, và các anh chị có hàng chúng ta sẽ canh chốt. Đối với PVS chúng ta nhìn lại đây đúng không ạ, nó cũng hình thành cùng với một cái xu hướng phục hồi của giá dầu, nó đi lượn như giá dầu luôn. Đến thời điểm này thì PVS cũng tuần vừa qua đúng không, trong tuần thì nó đã chính thức là break vùng 28 và đang hướng về vùng giá mục tiêu 29.5. Trong nhịp này PVS mà mạnh thì nó sẽ đi được khoảng về vùng 30.5 đến khoảng vùng 31 các anh chị nhé. Về đến vùng này thì nó cũng sẽ đồng nghĩa với việc VKTI chạm kháng cự, và đấy là những cái vùng mà chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận, đó, chốt hàng mang tiền về tiêu Tết. Rồi PVD này, nhìn cái nón ở đây này thì ở đây các anh chị nhìn sang đây này đúng không, hai cái nón đây này. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng đây là vùng kháng cự rồi. Vùng 32 chúng ta chốt bớt đi anh chị. Sau đó thì chúng ta khả năng thì cái xu hướng này của PVD nó sẽ quay lại ở vùng 30.6, thậm chí là điểm này là điểm có thể có quay về vùng 30. Thì cái tâm lý hành vi của nắm giữ PVB hiện tại là gì? Đó, một là anh chị lựa chọn chốt bớt ở vùng này, sau đó về đến vùng 30 nếu tích lũy hợp lý. Ok, cầu vào chúng ta mua lại. Ở trong trường hợp nếu thủng vùng 30 với lực cầu bán rất mạnh thì chúng ta tạm biệt em ý, và chúng ta chờ gom lại ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở dưới này. Thực ra đánh nhóm P rất dễ đánh các anh chị, không khó một tí nào luôn á. Rất dễ đánh nếu như chúng ta chỉ chuyên đánh P, cứ theo giá dầu mà táng. Và giá dầu nó thường chạy trước buổi tối giao dịch mà, xong buổi ngày hôm sau ta mới giao dịch cơ mà, nên là chúng ta sẽ có những cái dự báo rất là hợp lý nếu như chúng ta biết phân tích kỹ thuật tốt và theo sát những cái động thái về giá dầu, thì như vậy là giá đánh P cũng tương đối là dễ. Rồi chúng ta phân tích tiếp con P gì nhỉ? Con oi đi. Oi khỏe các anh chị, rất khỏe. Như vậy là chính thức là tuần này oi đã break vùng 18 và oi có hai cây test cung, hai cây test cung này đẹp. Vùng nó test về khoảng vùng 17.8, nó test về 17.8 xong rồi nó kéo lên, như vậy là thuần về kỹ thuật là cực kỳ đẹp này. Đó, nếu như mà chúng ta học về kỹ thuật đúng không? Break xong trả cung, và đây là điểm trả cung rất thành công, lực cầu tiếp tục quay trở lại. Oi thì như vậy là tọa độ của oi mà để chúng ta ghép với giá dầu thì sẽ khoảng 20, hợp lý. Về nó thì chúng ta sẽ đánh giá tiếp. Ở BSR tuần này cũng đã công được vùng 24 đúng không ạ, và hướng về vùng giá mục tiêu 25 đến khoảng vùng 25.5, phù hợp với giá dầu thô tiệm cận đến vùng kháng cự. POVK hiện tại thì đang lực đánh đang tương đối là tốt, tương đối tốt. Ở tuần và cũng chính thức là đạt 20. Ở nhịp này nó đạt đến 19 mấy này, 19.7, 19.8 và sau đó thì nó chỉnh này. Thì nhịp chỉnh này có phân tích cho các anh chị rồi, đó là ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh 17, còn sâu hơn có thể xác định ở vùng 16.4. Sau đó nhịp hồi và bây giờ thì nó đã chính thức là hoàn thành 20. Với cái đà đánh hiện tại như thế này thì chúng ta sẽ lấy ở vùng 19 đến vùng 19.5. Tức là lấy như thế nào? Thường thấy giải thích cho các anh chị đó là cổ phiếu có thể chỉnh cung về vùng 19 đến 19.5. Cho phép chỉnh về 19. Trong trường hợp nếu không thủng vùng 19 thì tiếp tục ôm cổ phiếu, thậm chí là chúng ta có thể gom thêm. Nhưng nếu mà nó chốt gãy thủng vùng 19 thì chúng ta đang có hàng chúng ta phải bán. Bởi vì khi gãy 19 rồi thì khả năng cao là nó rơi lại vùng 17, 16 rất là cao, nên là chúng ta cứ phải an toàn chúng ta bán đó. Đó. Ở nhịp này thì đang dự kiến ở khoảng vùng 20.7 các anh chị, 20.7 khả năng là sẽ đến nơi, và mạnh hơn thì có thể hướng được cổ phiếu POVK về khoảng vùng 23. PVC đánh hơi chật. Ở nhìn chen thì cũng đẹp lắm rồi đấy, nhưng mà đánh chật quá, chật vật, không vượt thoát được vùng 18. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì vẫn tiếp tục đánh giá rằng trend kỹ thuật của em này đang khá là ok.
vùng 16.3 đến 16.3 đến khoảng vùng 16.5. 16.3 xong 16.5 vẫn là vùng tích lũy, và khả năng những vùng này thì cũng sẽ canh để nhặt tiếp, để mục tiêu là công 18. Vượt thoát vùng 18 thì chắc chắn có vùng 2x, và đang kỳ vọng target của em này ở khoảng vùng 2x. Không biết là có kịp với cái nhịp độ của giá dầu tiệm cận vùng kháng cự không? PVP thì trong thời điểm hiện tại thì nó đang, thứ nhất là cầu nó đang thấp này, nên là xu hướng chủ đạo là nó tích lũy đi ngang. Đánh dài dài thì được quanh vùng 18.4, sau hơn 17.5 đến 18 đây là những cái vùng mà có thể canh gom. Còn ngắn hạn thì nó đang có một kháng cự đây, đó là vùng 20. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi phân tích một cái nhóm ngành tiếp theo, đó là nhóm ngành thép. Thì đối với thép là hiện tại theo như Hùng được biết thì cũng rất nhiều những anh chị em đang quan tâm và mọi người hơi vội vàng. Và khi mà Hùng đã nói đến thép thì chúng ta không được vội vàng ở trong thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì thép đã có một cái nhịp tăng quá là tốt rồi. Nó tăng quá tốt các anh chị, và có thể nói là những con sóng điên, những con sóng thần, đây là những con sóng thần. Thì nó tốt như thế nào thì trong các cái bản tin tuần thì cũng đã có đề cập cho các anh chị, đúng không ạ? Ví dụ như là cổ phiếu Hòa Phát nó tăng từ 10 và lên đến tận vùng 58, vùng 60 đi. Đó, như vậy là nhân 6 lần. Các anh chị nhân 6 lần, đấy là một con sóng gọi là sóng thần, sóng khủng hoảng đấy con. Đó. Và sau một cái con sóng khủng hoảng như vậy á thì sóng tăng, sau một cái sóng tăng khủng hoảng thì cũng rất có thể nó sẽ có một sóng giảm khủng hoảng. Các anh chị lưu ý như vậy. Và sóng giảm khủng hoảng thì nó kinh khủng lắm, nó kinh khủng lắm. Chính vì vậy nên là ở góc độ hiện tại thì chúng ta tiếp cận đến nhóm thép là chúng ta phải gom từ từ thôi đấy. Và chúng ta lưu ý những cái phân tích cùng khá kỹ ở đây, đó là sau khi mà nó rơi về đây thì nó sẽ đi ở trong những cái biên hẹp. Rồi, và hiện tại thì ít nhất là Hòa Phát cũng đã đi được 2 tuần tương đối là hẹp. Đó, đi được trong những biên hẹp này. Thì tuần tới thì khả năng là như thế này thì là xấu rồi. Như thế này là xấu. Xấu ở trên góc độ không phải là xấu hẳn đâu, nó tức là xấu có nghĩa là nó sẽ chỉnh giảm tiếp. Chỉnh giảm tiếp. Quanh vùng 45 44 44 đến khoảng vùng 45. Đây anh chị, đây là vùng này, và khả năng thì tuần tới thì nó sẽ còn nhúi xuống một nhát nữa lên. Đó. Rồi xem cái lực bật ở đây sẽ đánh giá thêm. Như vậy là Hòa Phát thì chúng ta vẫn lấy biên 44 đến biên 45 là biên hỗ trợ cuối cùng, biên tích nền của Hòa Phát ở đây chúng ta sẽ lấy ở khoảng quanh vùng 46, quanh vùng 46. HSG trong tuần trước thì HSG đánh tương đối là đẹp, và đến thời điểm hiện tại thì HSG cũng đang đi được một cái biên hình sin. Ok các anh chị nhìn thấy hình sin đây không ạ? Đó, theo cái hình vẽ hồng vẽ đây thì cái biên hình sin này có một cái kháng cự đây là vùng 38.5, thì vùng này chưa có thể vượt thoát được với lực cầu nó chưa đạt. Chính vậy nên là Hoa Sen sẽ quay lại chỉnh khoảng vùng 363. Phiên kết tuần phiên thứ năm thì nó mất vùng 363. Chính vậy phiên ngày hôm nay nó công lại nhưng nó công không thành. Với việc công thành này thì xu hướng là sẽ quay lại vùng 35. Sâu hơn thì các anh chị có thể tính toán vùng 34 và chúng ta sẽ đánh giá thêm Hoa Sen ở vùng 34 đến khoảng vùng 35 một tuần tới. Nam Kim nó cũng đang đi một cái biên hình sin. Đây các anh chị, đó, chúng ta hiểu như vậy. Cái quá trình tạo đáy bao giờ nó cũng như vậy, nó phải đi theo một cái biên hình sin. Sau cái biên hình sin đó nó đi đến cuối con đường, nó cuối con đường này có thể 1 tuần nữa, 2 tuần nữa, 4 tuần nữa, không ai có thể dám chắc được. Ở cái quá trình sideways đi ngang của cổ phiếu, đôi lúc nó là 1 tuần, có đôi lúc là vài tháng, thì chính vậy nên là chúng ta phải từ từ là như vậy. Chúng ta thăm dò từ từ thôi. Và cái biên hỗ trợ kỹ thuật của Nam Kim ở vùng 35 đến khoảng vùng 30 35 đến khoảng vùng 36. Cái kháng cự ngắn của nó ở đây là vùng 37.8, và nó cần khi nào mà nó phải chém được cái vùng ở đây này. Đó, chém được cái vùng 42.5 ở đây thì khi đó nó mới xác nhận là cổ phiếu trend kỹ thuật của nó bắt đầu hồi. Ok. Còn ngắn hạn là nó đang đi ngang ở trong một cái biên hình sin biên hẹp để nó tích lũy lại. Cổ phiếu TVN hỗ trợ kỹ thuật của nó đây 15.5 đến 16. Xu hướng cái tuần tới sẽ
quay trở lại, sẽ quay trở lại biên này. Đó, nó sẽ test lại biên này, sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Đối với TLH nó cũng đang đi ở một cái biên hình sin đây, và biên hình sin này thì nó đang đỉnh trên của nó là vùng 21, đó là vùng kháng cự. Biên hỗ trợ kỹ thuật ngắn của nó ở đây đó là quanh vùng 19.5 đến khoảng vùng 20, thì biên này là cái biên mà các anh chị em có thể quan sát thêm ở trong tuần tới. Rồi. Tuần này cũng không có phân tích nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Cũng sẽ nhảy sang phân tích nhóm ngành xây lắp luôn. Xây lắp và hạ tầng. HHV chúng ta đã trải qua một cái hành trình tương đối là dài đối với mã cổ phiếu HHV, và đến thời điểm hiện tại thì có thể nói rằng là HHV, nếu nói đúng nghĩa là HHV đã hoàn thành mục tiêu, đạt được một cái target vùng 28/28. Ở HHV có một cái hành trình rất là dài. Nếu như chúng ta xem hình như đây vùng ngày 27 tháng 10, hình như là 27 tháng 10, HHV quanh vùng hỗ trợ 19.5 đến vùng 20 ngày 27 tháng 10, và 19.5 đến khoảng vùng 20. Tức là như vậy là chúng ta đã có một cái hành trình của HHV tương đối dài rồi các anh chị. 19.5 vùng 20, tức là nôm na nó khoảng quanh quanh đây đó. Và đến thời điểm này thì chúng ta đã có một cái target 28, đúng không ạ? 8/20, như vậy là cũng tương đối rồi. Và nó đã hết chưa? Thì nó chưa hết. Quan điểm của Hùng Lê là HHV có thể đánh lên đến chúng ta sẽ tiếp tục của năm 2022. Sau khi đạt được 28/28 thì cổ phiếu này chắc chắn sẽ chỉnh cung. Cái tính tạo lập của nó là như vậy, các anh chị nhìn thấy đây, nó kéo lên xong nó đạp hết, nó kéo lên xong nó đạp hết ở đây, nó kéo lên đạp hết, và đây nó kéo lên. Thì khả năng cái nhịp này nó đang kéo ngắn, nên là cái nhịp đạp hết nó sẽ chưa xuất hiện. Khả năng vùng 27.3 đến vùng 28 các anh chị quan sát thêm ở trong tuần tới. C2, kỹ thuật hạ tầng C2. Thì C2 đang giao dịch có thể nói là một cái trend kỹ thuật cực kỳ tốt, và bản thân thì mã cổ phiếu C2 cũng đã đi theo chiều dài lịch sử của team. Đó là tại những cái thời điểm mà C2 đang ròng rã ở khoảng vùng 15-16 ở đây, thì chúng ta đã bắt đầu phân tích một cái trend kỹ thuật của mã cổ phiếu C2 đó. Và đến thời điểm hiện tại thì C2 đã lên gần 60 rồi các anh chị, và vẫn tiếp tục phân tích không bỏ, bởi vì nó tốt quá. Và những cái mã cổ phiếu Bồng Lê lựa chọn nó có thể đánh khoảng 3-4 tháng, 5 tháng, 6 tháng liên tục đấy. Bởi vì cái trend kỹ thuật nó rất là dài, và những cái mã cổ phiếu mà chúng ta lọc ra để chúng ta soi, để chúng ta đánh, thì đấy là những cái mã cổ phiếu mà tiềm năng, nôm na nó là như vậy. Thì C2 sẽ cán vùng 6x, nó phù hợp với lại target kỹ thuật, target cơ bản, và target cơ bản và target kỹ thuật gặp nhau ở vùng 60, và sau cái vùng 60 này chúng sẽ có đánh giá thêm. Nhắc đến C2 thì không thể nhắc đến 577 được, và cổ phiếu 577 này thường có một vài lần đề cập ở trên bản tin tuần 577. Còn trên bản tin nhóm thì đương nhiên nó là được phân tích rất là bài bản, và tất cả những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của 577 thì cũng đều đã phân tích cực kỳ kỹ, kể cả ở những cái vùng gom 40-41 ví dụ như vậy, trong một cái nhịp phân tích đánh ở trước đây. Thì về 577 thì các anh chị chúng ta sẽ lưu ý một góc độ kỹ thuật, đó là nó cái thằng C2 nó đang nắm với một cái tỷ trọng tương đối là lớn, và hiện tại thì cái tính cơ bản của cổ phiếu khá là cao. Thêm vào nữa thì chúng ta cũng có thể nhìn nhận là từ lúc cổ phiếu này lên sàn đến thời điểm hiện tại, nó là một cái uptrend về mặt gọi là có thể gọi là uptrend về mặt trung hạn, tức là nó chỉ có tăng thôi, chứ nó đây này, cái trend này thì đấy, và bắt đầu tính từ đây, từ năm 2013 đến bây giờ là nó chỉ có tăng thôi và nó không giảm. Như vậy đấy là một cái mẫu hình cổ phiếu rất là tốt. Rồi nhìn về góc độ tốt như vậy rồi thì chúng ta sẽ nhìn ở soi những cái nhịp ngắn. Thì những cái nhịp ngắn ở đây đối với thời điểm hiện tại là 577 có vùng kháng cự 53, 54, 55 ở đây này. Thì chúng ta sẽ đánh giá thêm ở trong tuần giao dịch mới. Trên góc độ kỹ thuật thì khả năng theo Hùng thì nó chạm vùng kháng cự này ấy, thì nó sẽ chỉnh một tí. Target cơ bản của 577 đang được đặt ở khoảng tầm vùng 8x, 70-80. Hình như 577 cũng có phân tích lại kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 5 rất nhiều ý, đúng không ạ? Đó, chúng ta nhìn 577 này ở khoảng 5 cái ý. Xét lý thuyết sóng này, đi vào sóng 5. Sóng 5 bằng sóng 3 thì target kỹ thuật của 577 sẽ rơi vào tầm 65-70 các anh chị. Còn target cơ bản của 577 sẽ là 80.
Mô hình đỉnh cao trong của năm 77 đó là mô hình phân tích ở đây, tức là có chụp cái hình ảnh đâu nhỉ, hình ảnh đâu đây đó, đây là một cái mô hình đỉnh cao. Sau một cái quãng thời gian tích lũy rất là dài thì con sóng mà nó mở ở đây sẽ là những con sóng thần, và những con sóng thần này thì nó sẽ đi đủ 5 bước sóng. Nếu các anh chị học về sóng Elliott thì chúng ta sẽ hiểu cái điều đó, sẽ đi đủ 5 bước sóng. Và sóng 5 như thế nào, sóng 1 như thế nào, sóng 2 như thế nào thì các anh chị tìm hiểu thêm trong bản tin tuần thì cũng không thể nói được hết. Thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái vùng kháng cự ở 55 56 đây. Ở góc độ hiện tại thì có hai phiên, ba phiên nhỉ, ba phiên gần đây thì lực cầu bắt đầu có những cái lực cầu vượt thoát vùng 3 triệu cổ phiếu một phiên. Đấy là những cái tín hiệu rất tích cực của năm 77, và tức là dòng tiền đầu cơ, dòng tiền tạo lập á, đã bắt đầu quay lại cổ phiếu này. Cổ phiếu cơ bản nhưng nó phải có tính đầu cơ, tức là cái dòng tiền đầu cơ nó quay lại đây nó đánh cổ phiếu thì cổ phiếu nó mới tăng được đó, chứ còn cổ phiếu cơ bản tốt mà nó không có dòng tiền đầu cơ thì nó khó lắm. Khá ok rồi. Cổ phiếu CT cũng là một cái mã cổ phiếu mang cái tính kỹ thuật hạ tầng đó. Thì đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định là CTI đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 28 trên 28. Dự chỉnh lại của CTI ở khoảng quanh vùng 262. Tích nền ổn thì công lại 28 và sau đó sẽ công vùng 30, tức là nhịp này thì đang kỳ vọng của CTI khoảng vùng 3x. Nhưng để có được 3x thì các anh chị phải lưu ý vùng 26.2. Thì một cái hình ảnh mà cũng có hay dùng cho các anh chị rồi đúng không ạ? Chúng ta muốn muốn có cái ngọn cây thì chúng ta phải có cái nền. Đó, để cái cây đứng ở trên cái nền đó, mà cái nền đó nó bị thủng mất rồi hoặc cái nền đó nó bị bão lũ nó xói đi rồi thì đương nhiên cái cây nó sẽ đổ. Đó, vậy thì cái nền là cái gì? Đấy là chính là những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật mà chúng ta dò tìm lại ở trong những cái nhịp mà cổ phiếu đã tăng tốt và nó sẽ chỉnh cung. Rồi cổ phiếu SCS cũng mang cái tính nói chung là cái tính gì nhỉ? Hiểu hiểu nôm na như kiểu hạ tầng hay là đấy, ông này ông hay làm đường xá. Thì cái tính tạo lập của SCS hiện tại mình đánh giá cũng tương đối là ổn, vùng 82.5 sẽ là vùng kháng cự cuối cùng và nó đang có biên test kỹ thuật ở đây là vùng 75 tốt này, sau đó đến vùng 77.5 này, nó lên một level ở đây này. Rồi hiện tại là nó đang lên một cái level 78.8, tức là khoảng vùng 79 là cái level ở đây nó đang tốt này. Và cái level ở đây nó xây cái nền ở đây nó xây tốt rồi thì nó chỉ cần một cái cây nến đẩy nhẹ thôi, thoát vùng vùng ở đây là vùng 82.5 thì chính thức là xác nhận là cổ phiếu Fujigo không là tiếp tục đánh. Vùng đánh giá cổ phiếu này khá là hay, các anh chị có thể quan tâm để đầu tư. Cổ phiếu LCG tốn khá nhiều bút mực giấy rồi và đến ngày hôm nay thì em ấy đã lớn thật rồi. Em ấy đã chính thức lớn và đã bay vùng 24.5 cộng. Và các anh chị có thể nhìn thấy một cái hành trình mà chúng ta đánh cổ phiếu LCG như thế nào, đúng không ạ? Qua các bản tin tuần. Và vì sao Hùng lại chọn LCG mà sẽ không chọn cái mã cổ phiếu khác thì nó sẽ có những cái lý do. Đó. Đương nhiên nó phải có lý do rồi đúng không ạ? Chứ không phải là không có lý do. Rồi LCG như thế này thì khá là đẹp rồi các anh chị nhá. Xu hướng test nhẹ lại ở khoảng quanh vùng 24.5 rồi nó sẽ hướng về vùng giá mục tiêu 28. Cổ phiếu thứ hai trong cái tứ trụ này chúng ta sẽ nói đến LIG. LIG hiện tại cũng đã có một cái biên tích tốt và LIG thì chính thức là đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 20 trên 20. Nó chỉnh, nó tích cung thì nhịp chỉnh sâu nhất sẽ tính ở vùng 16. Biên tích cung 19 đến vùng 20 và hiện tại thì nó cũng đang tích tương đối thành công. Và đẹp nhất được ấy, là LIG sẽ kéo vượt thoát vùng ở đây là vùng 21.5, sau đó quay lại test vùng 22 21.5 thành công thì khi đó thì sẽ đánh giá thêm để chúng ta nâng target lên vùng 24. Đó, phá vùng 24 rồi á thì khi đó thì nó là chân trời mênh mông rồi. Và cái xu hướng nhìn về LIG á, là LIG còn đánh nhá. Đánh đấy. Các anh chị lưu ý toàn là mã cổ phiếu đẹp thôi. Không mang được nó về nhà thì đấy là tội đấy. Rồi, cổ phiếu TG các anh chị cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 30 trên 30, nó chỉnh cung thì bây giờ chỉnh cung ra phải dò lại này. Dò lại ở đây đó là vùng 25.3 đến vùng 26 này và một cái biên hẹp ở đây. Tức là nó có thể đi lên vùng 27.5 rồi nó lại chỉnh lại. Thì trong trong cái nhịp chỉnh đó thì sẽ túc tác để được chúng ta đánh giá thêm và chờ một cái phiên mà dòng tiền nó quay trở lại. Nó đánh mạnh lên thì lúc đấy TG mới bắt đầu có thể bật tiếp được. Và nhìn về TG thì nó đang yếu hơn so với
nó đang yếu hơn so với LIG. LIG đẹp hơn LIG và LCG. ITC, mã cổ phiếu thứ tư trong cái tứ trụ này, thì con này cũng đã trong các nhịp phân tích á, là đã đạt đạt mục tiêu 26 cộng, rất là đẹp. Nói chỉnh cung thì cái điểm chỉnh cung dự kiến đầu tiên nó khoảng quanh vùng 26, ở đây là 20 24.5, xin lỗi cả nhà, đây là vùng 24 24, sau đó là vùng 24.5. Thì hiện tại là ITC nó cũng đang có những cái điểm tích lũy nền đây tương đối đẹp này. Và mục tiêu ở trong nhịp này thì đang hướng về vùng 28, và về đến đây nếu như cổ phiếu mà chỉnh giảm, anh chị chúng ta cũng có thể canh để chúng ta chốt. Rồi, LDG nó có thể nói là cổ phiếu điên dại. Điên dại các anh chị ạ. Không thể hiểu nổi. Từ vùng 8 mà đánh lên vùng 25 rồi. Và phiên tuần này thì nó cũng chính thức đạt vùng 25, tức là đạt cái vùng giá vùng phân tích ở đây, đó là vùng 25 trên 25. Với đà này thì nó sẽ hướng về vùng giá mục tiêu 28, sâu hơn xa hơn đó là vùng 32. Trong tuần tới thì để nó đi được về vùng 28 thì các anh chị lưu ý giúp Hùng, đó là vùng 24.4 nó phải không được thủng, tức là nó phải trả cung lại ở quanh vùng 24.4 ổn định ở nền này, và lực cầu duy trì tốt thì sẽ đánh lên vùng 28.5, sau đó vùng 32, thủng vùng 24.4 và vùng 24 thì lưu ý chốt. DG quá tuyệt vời, không còn gì để mất, à xin lỗi cả nhà, là không còn gì để nói. Hoàn thành vùng giá 105, hoàn thành vùng giá 105 và đang hùng dũng tiến lên vùng 120, rồi sau đó thì khả năng là đúng là như lời đã hứa là DG sẽ có target ở khoảng vùng 140 đến khoảng vùng 150, đẹp các anh chị. Tuần tới DG có thể có cái biên 105 đến biên 110, tức là sau khi mà nó vượt thoát được cái vùng 105 đây á, thì nó sẽ có những cái nến xây ở đây. Các anh chị nhìn thấy cái như cái mẹt đó này, cái mẹt này. Tức là cái mẹt này là cái mẹt nó hứng lại. Đấy. Cái chỗ này thì cũng không có vẽ mẹt này, chỗ này thì cũng vẽ đường thẳng. Tức là nó hứng lại những cái điểm chỉnh cung để chúng ta phân tích thêm những cái target nó cao hơn. Trong trường hợp ngược lại, nếu cái mẹt này mà bị thủng á thì thôi hỏng đó, và cái mẹt này nó không bị thủng á thì cứ thế yên tâm mà chúng ta cứ cầm lên thôi. Và thậm chí là với DG như thế này á, nó test 3 cây này, nó test 3 cây nó không thủng vùng 105 thì đấy là mua khẩn trương, mua ngay khẩn trương, phiên ngày là phiên cầu vào tiếp tục mua đó. Cổ phiếu đúng rồi, chúng ta mua thêm ngay chị B52 đấy, hay gọi cổ phiếu này B52. Nam Long đến thời điểm này nó gặp lại vùng kháng cự 66 ở đây tương đối khó khăn. Nhìn ở trên cái góc độ kỹ thuật mà cổ phiếu này đánh thì khả năng cao biên tích lũy của nó là vùng 63.5, không thủng thì cái cơ hội để mà Nam Long quay trở lại về vùng 7x là còn. Nhưng trong trường hợp mà nó thủng vùng trong trường hợp mà nó thủng vùng vùng mấy đấy nhỉ, vùng 63.5 thì xác suất cao là nó lại phải quay lại ở vùng 58.5 đến vùng 60. Đây là hai cái vùng tạm thời ở đây đang là hai cái vùng chốt chặn đi. Chốt chặn kỹ thuật của Nam Long thì đấy là những cái yếu tố kỹ thuật mà chúng ta lưu ý khi chúng ta cầm Nam Long. L18 thương em ấy quá trần trụi. Chết rồi, hôm nay nhỡ bán, nhỡ tay bán mất ở vùng 72.5. Tại vì cứ nghĩ là ở đây này, nghĩ nghĩ ở đây là tất nhiên là bán không hết nhưng mà cũng ra mất 50% hàng. Nhưng không sao, đấy là tính kỷ luật chúng ta cần phải đặt lên hàng đầu. Ở đây nó đứt này, ở đây nó đứt này, nên nghĩ rằng là hôm nay nó kéo lên một cái xong đấy nó đứt cái phật cái đây thì về đến đây thì mua đẹp quá. Nhưng mà lực đánh ngày hôm nay gần 1 triệu cổ phiếu như thế này là có vấn đề rồi, có vấn đề rồi các anh chị. L18 đang được định giá ở khoảng 100, đấy là target kỹ thuật của L18 các anh chị nhé. Đây này, đã vẽ ở trên này rồi này, để chúng ta xem. Ngắn hạn thì khả năng với một phiên tích cực như ngày hôm nay thì phiên ngày thứ hai tuần tới sẽ kéo bung vùng 75 cộng, và sau đó thì kỳ vọng nôm na là nó test lại vùng 70 ở đây. Hy vọng như vậy thôi, để chúng ta cover lại hàng, để mua lại cái hàng mà chúng ta đã nhỡ chốt mất ở vùng 72 cộng ở đây rồi. Hôm nay nó trần đẹp quá.
Thì đấy, L18 thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà rất là quen thuộc đúng không anh chị? Cũng đã soi cho anh chị và đồng luôn luôn đồng hành, đúng không? Luôn luôn đồng hành để bắt được những cái nhịp hỗ trợ kỹ thuật rất là ok. Đạt Phương đẹp rồi, Đạt Phương như này mà không mua thì phí. Đó. Thì vì sao lại như vậy? Bởi vì sau khi mà nó hoàn thành nó chỉnh cung ở vùng 7x ở đây thì nó đã chỉnh thành công. Và trong tuần vừa qua thì nó đã có một cây nến đẩy lại được vùng 77.5 đến vùng 80 và một cây test, và phiên ngày hôm nay chính là phiên xác nhận cái sự thành công của Đạt Phương. Và với lực đánh như thế này thì Đạt Phương sẽ quay lại về vùng 90 và sau đó thì sẽ lên khoảng vùng 100. Cổ phiếu HBC đẹp không anh chị? Đẹp chứ. Và vì sao Hùng Lên lại chọn phân tích cổ phiếu HBC khuyến nghị đầu tư? Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy một cái trang kỹ thuật rất là đẹp, và đến thời điểm này HBC đã hoàn thành cái thứ nhất là 33 trên 33. Hoàn thành cái thứ hai nữa là biên kỹ thuật 32.5 đến biên 33, hình như là có phân tích ở đây này, HBC để tất cả các cái mã cổ phiếu á. Đây các anh chị có thể nhìn thấy này, HBC này, một cái chiều dài từ 28 tháng 10. 28 tháng 10, ngày 6 tháng 10 thì có ngắm xu hướng trung hạn của mã cổ phiếu KBC. Vì máy tính bị hỏng nên là cái tin nhắn gốc này nó không tồn tại. Nhưng tại thời điểm đó nó đâu đó khoảng vùng 18.5, vùng 19 gì đó. 18.5 đến vùng 19. Đây này. Đây đây đây, cái vùng này. Bắt đầu nhìn thấy một cái sự hồi phục và nó chém ở cái vùng này đi, thì bắt đầu từ thời điểm đó là chúng ta bắt đầu gắn liền tên tuổi HBC ở trên nhóm. Đó, và nó đã đi được một cái dòng thời gian tương đối là dài. Đến thời điểm hiện tại HBC đang hướng về vùng giá mục tiêu 35. Biên 20, biên 32.5, biên 33 sẽ là biên tích lũy để cổ phiếu này hướng lên vùng 35, xa hơn là 37. Đó, vùng giá mục tiêu của HBC. Sell thì sell thì cũng là kinh khủng. Không không gọi là cũng cũng là một cổ phiếu điên loạn. Trong những cái mã cổ phiếu vùng lê lựa chọn để phân tích cho các anh chị. Và sell thì có một cái hành trình phân tích phải nói tương đối dài. Dài ở mức nào? Tức là sell đâu đó nó dài lắm, nó dài lắm, nó dài từ cái vùng 8, vùng 9 ở dưới này này. Đó, và đến bây giờ thì sell vẫn tiếp tục một cái hành trình kinh khủng. Kinh khủng các anh chị. Và tuần vừa qua thì chính thức là nó đã cán lại vùng target 75, sau đó nó vượt thoát vùng 84. Và hiện tại thì đang hướng về vùng 100, và nghe thôi nhé, nghe phong phanh đâu đó thì target cơ bản của sell nó rơi vào tầm 150. 150, 150 các anh chị. 150 kinh khủng. Kinh khủng, tức là nó bằng với target của DG vùng 140 đến khoảng vùng 150. Tuy nhiên không thể như vậy mà chúng ta hồ đồ, tức là chúng ta bất chấp. Mà sell nó sẽ cần ở vùng 80 đến khoảng vùng giá 84. Đây sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật mà sell có thể kiểm tra test cung tích nền trước khi mà nó công về cái vùng kháng cự 100. Nó thủng 100 rồi thì khi đó chúng ta mới bắt đầu xây lên khoảng vùng 120. Đó, rồi cứ từ từ như vậy. Thì các anh chị mà đang cầm sell, chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ nắm giữ thêm. Thậm chí chúng ta phải gom thêm, và chúng ta gom theo một cái phương pháp như sau. Ví dụ như chúng ta đang có 1.000 cổ phiếu sell thì cái lúc mà sell nó chỉnh cung ở vùng 84 85 này này thì chúng ta có thể gom khoảng 20%. Ok, nôm na là như vậy. Và sau khi mà sell nó lên được vùng 100 rồi á thì chúng ta sẽ phân tích tiếp một cái vùng chỉnh cung ở đây, khả năng nó sẽ chỉnh ở khoảng quanh vùng 97. Ở 97 đến vùng 100, và chúng ta nhìn thấy các cái cây nến nó xây ở đây. Rồi ok, thì chúng ta lại gom thêm 20% của 1.000, tức là chúng ta lại có 1.400 cổ phiếu từ đây rồi lên vùng 120, ví dụ như vậy. Tức là cổ phiếu đúng xu hướng thì chúng ta gom theo cái phương pháp như vậy nếu chúng ta đang cầm. Rồi ok. S99 cũng hay, S99 là một mã cổ phiếu rất là quen thuộc. Đó, nhịp này đúng không ạ? Nhịp này có phân tích vùng 22.5 đến vùng 23, gom vùng 22 gom. Nôm na lại quay lại vùng 26, 27, 28 ở đây, canh chốt. Cotecom tiếp cận đến mã cổ phiếu Cotecom cũng hơi muộn. Nhưng nói muộn thì cũng không phải là muộn lắm.
Ngày 24 tháng 2. Ngày 24 tháng 2 là bắt đầu nói đến cổ tích công, khi đó giá của cổ tích công khoảng vùng mấy đây nhỉ? 80 mấy đây này. 87 đến vùng 90. 87 đến vùng 90 đây. Sau một cái giai đoạn lình trình của cổ tích công ở đây thì mình nhận diện thấy một cái điểm đánh lên của cổ tích công đây rất đẹp, chính vậy nên là ngay lập tức mình phân tích cái điểm khuyến nghị mua ở trên nhóm. Hướng target về vùng 110 thì thì tuần này chính thức là cổ tích công đã đạt được về vùng 110 và nó đang hướng về target ở vùng 120. Nhìn trên chart tuần thì cổ tích công cũng đang rất là đẹp, và gần như cổ tích công thì nó cũng đang đi lại, khả năng là nó đang đi lại một cái trend kỹ thuật của một cái thời hoàng kim của cổ tích công. Thì sau khi người sinh tiếp cận lại cổ tích công, tất nhiên người ta sẽ cần một quãng thời gian để người ta thay đổi lại, và người sinh là một họ họ có một cái chiến lược về về tư bản rất là cao và cái mức độ phát triển của họ cũng rất là lớn, nên là Lê kỳ vọng cổ tích công cũng sẽ quay trở lại được những cái thời kỳ hoàng kim của nó dưới thời dưới bàn tay lãnh đạo của người sinh. Và đây đang là những cái tín hiệu đầu tiên để xác nhận rằng cổ tích công đang mở ra một cái trend kỹ thuật tương đối dài và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. KDH. Rồi, KDH. KDH thì trong một cái điểm tiếp cận lồng có phân tích ở đây, đó là chúng ta tiếp cận từ từ. Bởi vì sao? Bởi vì KDH đã có một cái trend tăng rất là mạnh rồi. Cái cách tiếp cận từ từ đó dựa trên một số các cái nguyên tắc, ví dụ như lồng có phân tích ở vùng 50 đến vùng 51 ở đây, anh chị có thể canh gom, hoặc thậm chí sâu hơn chúng ta có vùng biên tiếp theo, có thể vùng 47 đến 48. Đấy là những góc nhìn rất là dài. Và sau những cái điểm gom này thì chúng ta nhận diện thấy rằng là cổ phiếu đánh tốt lên. Đó, ví dụ đây. Đơn giản chỉ có như này thôi, ra kèm cái đường line đây. Thì cổ phiếu này vượt thoát vùng 53, chúng ta có thể canh gom thêm, đó lên 55. Vượt thoát vùng 55 có thể gom thêm một ít nữa. Đấy, túc tắc là như vậy. Hiện tại thì cổ phiếu này đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 57 và có thể đang hướng về vùng giá mục tiêu 6x. Để lên được vùng 60 thì trong tuần tới xu hướng cao sau khi mà nó lên được 57 thì nó sẽ quay lại như thế nào? 55 bây giờ ngày xưa là kháng cự thì bây giờ nó trở thành cái hỗ trợ kỹ thuật ở đó ở đây. Ở vùng 55 không gãy thì chắc chắn là lên vùng 6x là ngon lành, nhưng gãy vùng 55 thì chốt bớt. Bởi vì khi mà gãy vùng 55 thì nó lại có xu hướng, đó nó lại có xu hướng là gì các anh chị, nó sẽ trả lại về đây nếu như bị gãy vùng 55 ở đây. Đó. Thì cổ phiếu nó như vậy thôi, chúng ta phải bắt hàng ngày để chúng ta giống như kiểu chúng ta nếu như ở nông thôn á, các anh chị đã đi đòi trâu chưa? Con trâu nó đi. Nó đi sang trái thì chúng ta nó đang đi ăn thôi như vậy, và nó cứ ăn ăn dần dần như vậy thì bắt đầu là chúng ta đi đòi trâu, và gần như là con trâu nó đi nó thành một cái trạc ấy. Đó thì cái trạc đồ thị này cũng như vậy thôi. Dữ liệu của ngày hôm nay sẽ phán đoán thêm cái xu hướng của ngày mai, dữ liệu của ngày mai sẽ phán đoán xu hướng của ngày tiếp theo. Thì phân tích kỹ thuật là như vậy, còn phân tích cơ bản thì không phải nghĩ đến cái câu chuyện đó. Tức là ví dụ như L18 định giá 100 thì giả sử như cái vùng gom ở một cái điểm A nào đó gom xong thôi, gấp chăn đi ngủ, chúng ta không cần quan tâm và chúng ta chờ lên 100 chúng ta bán. Nhưng nếu như chúng ta thuần về phân tích kỹ thuật là chúng ta phải kết phiên dữ liệu ngày hôm nay thì chúng ta phải nhận diện là cổ phiếu như vậy tốt hay xấu rồi. Đó, ngày mai chúng ta cần phải làm gì? Thì tất cả những cái đó là các anh chị cần phải nắm ở trong một cái quy trình chúng ta đầu tư. Rồi, bây giờ sẽ phân tích sang một nhóm cũng tương đối quan trọng. Nhóm ngành khu công nghiệp. IDC, phiên ngày hôm nay là phiên cứu thua của IDC, và sau phiên cứu thua này, tức là phiên cứu thua là nó không gãy không thủng vùng 70. 74.3 sẽ là biên mà cổ phiếu IDC này sẽ trả cung trước khi mà nó có thể kéo lại được ở đây vùng kháng cự ngắn là vùng 84.5. Ok, rồi, cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu SSC. SSC hiện tại đang tương đối là đẹp. Trang kỹ thuật tốt, và qua những cái điểm mà chỉnh cung kỹ thuật của SSC gần như nó đã chỉnh rất là thành công, và tuần này thì nó đã chính thức công lại được cái vùng 70. Sau khi công 70 xong á, thông thường kỹ thuật như vậy thôi, nó sẽ quay lại nó test lại vùng 70 đây, và nó đang có phía này là một cây test lại 70 xong rút chân lên. Thì với một cái lực chỉnh cung như này thì phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba tuần tới sẽ đánh giá quanh vùng 7x. Target dự kiến của IDC có thể quay lên vùng 75 và mạnh hơn là vùng 80 nếu như vùng 70 ở đây nó tích lũy và dòng tiền quay trở lại thành công.
VGC cũng đã có một cái sự phục hồi khá là tốt từ vùng 50 đến vùng 51, đấy là điểm chỉnh cung. Và ngắn hạn thì các anh chị chúng ta sẽ lưu ý ở vùng 62. Trong nhịp cũ thì cũng đã phân tích target 62 thành công. Thì nhịp này nó cũng sẽ kỳ vọng ở vùng 62, vượt thoát 62 thì tính tiếp. Ở vùng 62 mà bị chốt thì chúng ta chốt sell. Đó, đơn giản như vậy thôi. KBC hiện tại ở đây có vùng 58.5 không gãy thì các anh chị cứ ôm, cứ cầm và mục tiêu có thể công lại vùng 65, trong trường hợp thủng 58.5 bán. ITA thì đang dự kiến công vùng 20 và tuần tới thì nó có sẽ có dự có cái biên chỉnh 18.5 đến khoảng vùng 18. Đây sẽ là biên chỉnh kỹ thuật và sẽ đánh giá thêm cái xu hướng của ITA đây. Hiện tại thì ITA đang có một cái tín hiệu kỹ thuật cũng đang tương đối là tốt, đó là vùng 16.5 đến vùng 17 vẫn đang giữ tốt. Cổ phiếu SGT nó đang yếu nhất ở trong họ cổ phiếu của anh Tâm. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì SGT cũng đang nằm ở một kênh kỹ thuật, một trend kỹ thuật xu hướng gọi là trend tăng trung hạn. Vùng này hoàn toàn dành niềm tin cho em này. Chính vì vậy dành niềm tin nên Lồng đã dành rất là nhiều thời gian để đi phân tích lần mò vào vùng 26.5, 27.5 gom này, xong vùng trả cung bên này gom này. Tiếp theo ở đây là vùng 32 gom này và hiện tại thì đang đi ở đây thì không gom nữa. Bởi vì sao? Bởi vì đi lên đến đây thì rất có thể nó sẽ kéo tiếp lại ở đây vùng 39 đến vùng 40. Rồi lên đến vùng này thì nó lại chỉnh cung kỹ thuật ở đây. Đó thì chúng ta sẽ canh gom ở bên này và SGT thì sẽ chờ đến thời điểm là chia 11 và sẽ mua, chắc chắn là sẽ mua. 11 mà chia có giá 10 thôi. Nên là sẽ cân và tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của anh Tâm. Đấy, cổ phiếu này cổ phiếu cơ bản. Ở nhóm ngành cao su tốt các anh chị, PHR hôm nay giao dịch tuyệt vời rồi. PHR cũng đã chính thức vượt thoát vùng 75 phiên ngày hôm qua với lực cầu tương đối khá. Phiên ngày hôm nay có một cây nến test cung cũng cực kỳ đẹp, đẹp hơn bao giờ hết. Đó là một cây doji thõng xuống, xong đó cuối phiên lại kéo lên bom lên. Đó, giống như kiểu đây là cái giếng, xong đấy là lên mặt giếng, ngồi chồm chỗm ở trên mặt giếng ngồi, rất là đẹp. Và nến test như thế này thì cũng phải được xếp vào khoảng 9,5 đến 10 điểm, tức là gần như là điểm tuyệt đối. Thì có thể là nó phụ thuộc vào cái xu hướng thị trường ở trong tuần mới, bởi vì VN30 cũng đang chỉnh, tí nữa chúng ta sẽ nói thêm. Nhưng trên góc độ kỹ thuật của PHR thì nó sẽ lấy vùng 75 ở đây sẽ là làm cái vùng biên để xác nhận là cái xu hướng đánh tiếp. Có một cái nến ngồi lại ở vùng 80 thì như vậy là PHR sẽ chính thức mở trend kỹ thuật các anh chị. Ôm nhanh, ôm mạnh mẽ nữa thêm, gom mạnh mẽ nữa thêm sau khi mà cổ phiếu này break vùng 79. Rồi cổ phiếu DRI trong tuần vừa qua cũng đã có những tín hiệu kỹ thuật tương đối là khởi sắc. Hiện tại thì cái vùng kháng cự của DRI ở đây là vùng 18. Và trong tuần thì nó chỉnh cung này, quanh vùng 17 không gãy và cũng đang có những cái phiên mấp mô như này thì khả quan là nó sẽ đánh lại vùng 19. Khả quan là sẽ đánh lại vùng 19. Và đến vùng 19 thì chúng ta đánh giá thêm xem cái khả năng break vùng 19 ở đây như nào rồi chúng ta đánh giá tiếp. Nhưng nhìn trên cái góc độ tạo lập, nhìn trên góc độ tạo lập các anh chị thì đấy là một dự báo thôi nhá, bởi cái này là chưa có phân tích được. Thì DRI sẽ tiếp tục đánh. Bởi vì sao? Bởi vì cái nền đấy này, nếu như nó thủng á, thì nó đã chết bốn cái nền này rồi. Đấy, nền 15.4 này nó chết rồi, nó làm đùng nó chết rồi. Nhưng cái nền 15.4 này nó không chết, và chính xác hơn nó là cái nền 15 này nó không chết và nó đi ngang ở đây. Thì đây đang là những nhịp sóc quân, nó sóc lại đội hình các anh chị. Trước khi mà thi đấu á, thì nó phải sóc lại đội hình, và đây đang là những cái nhịp sóc của nó. Và sau những cái nhịp sóc này thì bắt đầu nó hướng dần cái đáy của nó lên. Đó, đây này. Đấy. Thì ví dụ như nó dập dìu đây, xong rồi cái đáy của nó mà dập dìu quanh vùng 18. Tức là có thể là nó chưa bật thoát ngay được đâu. Nó hồi lên này. Ví dụ nhá, Hùng đây là mô phỏng một cái ví dụ này. Đó, rồi bắt đầu nó tiêu tiêu nhẹ xuống một tí đây này. Rồi nó bắt đầu nó mới bật lên. Đấy. Rồi bắt đầu đến cái nhịp này này, nó mới đánh bung phát ở đây này. Với một cái lực cầu gọi là cực kỳ khủng hoảng đây. Đó, vậy thì đây là thể hiện cái ý đồ tạo lập, và đây là những cái thời điểm mà chúng ta gom cổ phiếu nó sướng lắm. Gom xong là cổ phiếu nó chỉ có đi băng băng thôi. Bởi vì sao? Bởi vì đây nó sóc xong rồi, quân nó sóc xong rồi thì đến đoạn này là nó chỉ thế nó đánh thôi. Đấy, vậy thì đấy là những cái yếu tố mà không có một cái công cụ kỹ thuật nào cả.
nó chỉ bằng một cái đầu óc, chúng ta quan sát bằng một cái đôi mắt nó tinh tế thôi để chúng ta nhận diện được những cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu hay là những yếu tố tạo lập của thị trường. Có ích không các anh chị? Hùng chia sẻ những cái kiến thức như vậy đó mà chúng ta không nghe đó. Xong đấy lại còn đi comment lung ta lung tung ở dưới bản tin tuần nữa thì Hùng cũng chịu đó. À rồi GVR các anh chị vẫn đang ở có một cái vùng 40 41 ở đây. Rồi, 40 41 ở đây, đây là vùng kháng cự đang chặn mình ở đây. Thì chúng ta chú ý. Rồi, một cái mã cổ phiếu tứ trụ triều đình VHG. Đẹp không các anh chị? Nói chung là ngắm đến cổ phiếu này thì bây giờ không muốn làm gì nữa. Thực sự không muốn làm gì nữa, nó đẹp quá. Nó đẹp không tì vết. Trong cái phiên gọi là trong cái bản tin tuần 188 đúng không ạ? Hình như có phân tích cái điểm chỉnh cung kỹ thuật từ vùng 9 đến khoảng vùng 9.3. Đấy nó nháy có hai nhát thôi, sau đó là nó break lại vùng 10. Tiếp theo nó break cái vùng 10.3. Nói chung là bay 10.3 là tập xác định rồi. Đó, bay 10 10.3 là tập xác định rồi. Tuần này nó hoàn thành target vùng 12. Đẹp đấy anh chị, ngồi ngắm cổ phiếu này mà thấy chỉ tiếc là không biết là team của ông Lê ấy, thì cổ phiếu này cầm nhiều lắm, nhiều kinh điển luôn. Không biết ở bên ngoài các anh chị có gom theo những cái phân tích của Hùng hay không thôi. Thì với lực đánh như này, tức là VHG đang chạy nước rút. Và chạy nước rút rồi thì thường thường nó chạy nhanh lắm. Khi nó chạy nước rút nó chạy nhanh. Thì tuần tới không biết là nó có test lại vùng 12 không, khả năng thì nó sẽ test, có thể là test lại quanh vùng 12, sau đó thì nó sẽ có những cái nhịp thoát lên và target có thể nâng lên ở vùng 14. Rồi các anh chị, nhóm ngành dệt may cũng trong tuần vừa qua cũng đã dành cũng cũng đã tăng tương đối tốt, và nhóm ngành dệt may thì cũng là một cái nhóm mà ông Lê thường xuyên phân tích ở trên các bản tin tuần. VGT thì mã cổ phiếu rất là quen thuộc rồi, trong nhịp chỉnh cung ở đây 26 26.5. Tuần này thì VGT chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 30 trên 30. Sang tuần tới VGT sẽ chỉnh cung ở khoảng quanh 29.5. Vùng chỉnh cung này mà không gãy, lực cầu tiếp tục ổn định khoảng tầm 10 triệu cổ phiếu thì cần mạnh thêm các anh chị nhé, cần mạnh thêm. Và chúng ta tiếp tục nắm giữ, và sau cái tín hiệu kỹ thuật này thì cũng sẽ đánh giá cái target tiếp theo của em này. Khả năng sẽ lên khoảng vùng 34 để cũng xem vùng 34 hoặc vùng 35 gì đó. Cổ phiếu TNG cũng rất là hay. Phiên ngày hôm nay thì chính thức là TNG đã ngồi lại, tức là nó đánh lại được cái vùng 36 trên 36 ở đây này. Sau khi mà TNG có vùng 3 tích lũy vùng biên 32 32.5, thậm chí ở trong cái nhịp cũ á, thì cũng có phân tích vùng 29 đến vùng 30. Các anh chị cứ xem lại những bản tin tuần cùng lên đây, chắc chắn nó sẽ có đủ những cái đó. Thì đối với TNG trong tuần tới thì TNG khả năng nó cũng sẽ có những cái nhịp trả lại cung. Nó chưa chạy ngay được đâu, nhưng khả năng nó sẽ quay lại chỉnh cung ở đây khoảng quanh trên cái nón này này, trên cái nón này là 35, vùng 35 các anh chị. Thì chúng ta sẽ chú ý để quan sát thêm. Lực cầu vẫn tiếp tục duy trì ổn định trên vùng 35 cộng, và nến đánh thủng vùng 36.5 đến vùng 37 đây, tức là nó hình thành một cái mô hình như này, thì đấy là thời điểm mà chúng ta tiếp tục gia tăng tỷ trọng của TNG. Cổ phiếu TDT rất là hay, và con này thì cũng là nằm trong một cái bộ chiến lược đầu tư. Vì sao? Bởi vì cái cách đi thì cũng đã vẽ cho các anh chị đấy rồi. Các anh chị xem lại những cái phân tích cũ thì sẽ hiểu được cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu này. Thì trên góc độ kỹ thuật là nhịp này nó đang là nhịp chỉnh cung, và đây nó đang hình thành một cái kháng cự 15.5 đến vùng 16 đây, nó chưa thể vượt thoát qua được. Thì trên những cái góc độ kỹ thuật như vậy thì thông thường là cổ phiếu nó sẽ đi ở trong một cái biên hẹp các anh chị, đó là những cái biên mà chúng ta canh gom. Rồi nó cứ đi như thế này đó, nó chắc chắn là như vậy đi đó, và bắt đầu đến cuối con đường này, bắt đầu nó mới bung lụa đó. Vậy thì để mà chờ đợi được cuối con đường này thì chúng ta sẽ không biết được đến như thế nào, nhưng trên góc độ kỹ thuật thì hoàn toàn chúng ta đều có thể ke những cái điểm gom kỹ thuật quanh vùng 14 142 đó. Đấy, không chỉ cho các anh chị một cái phương pháp đánh 14 142 đúng không, đó thì chúng ta canh gom và có thể là lên vùng 15 năm 16 chốt bớt rồi lại về đây lại gom đó. SD6 ngày hôm nay phát lệnh tấn công
Thì đối với SD6 thì thực ra là vùng 8.6 này nó đã là với vùng hỗ trợ kỹ thuật rồi. Canh gom và phiên ngày hôm nay chính là phiên mà chúng ta gia tăng thêm tỷ trọng thôi, vùng 10 đến khoảng vùng 10.5 11 đây, kháng cự chúng ta canh chốt. SDT ngày hôm nay cũng có một cái lực đánh tương đối mạnh, nhưng thông thường này đây nó đánh xịt này, chúng ta đưa ra một cái vùng 8.9 đến vùng 9.2, 8.5 nữa, đấy là vùng hỗ trợ kỹ thuật mà các anh chị có thể canh gom, và những cái phiên này đó là phiên có thể gia tăng tỷ trọng. Họ Song Đà thì chỉ có đánh có ba con thôi, SD4 nữa thì SD4 có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 8 đến vùng 8.3, vùng kháng cự ngắn của nó đây 10 đến 10.5, lưu ý. Rồi, đến bây giờ thì Hùng sẽ phân tích một cái nhóm ngành gọi là hàng bờ rào đi, nói hàng bờ rào cũng được, hay là hàng penny cũng được, hàng đầu cơ cũng được. Thì với quan điểm của Hùng á, có cổ phiếu mạnh giá lớn, có cổ phiếu mạnh giá bé, có mã cổ phiếu có tính cơ bản, có mã cổ phiếu không có tính cơ bản. Thì trên thị trường chứng khoán thì nó có nhiều góc độ, vừa đầu tư vừa đầu cơ, và đối với các mã cổ phiếu penny hoặc là hàng đầu cơ thì nó luôn là một cái hương vị không thể thiếu đối với cá nhân Hùng Lê. Còn với anh chị em nhà đầu tư có thể đón nhận những cái góc độ Hùng Lê phân tích như thế nào thì chúng ta sẽ dung hòa lại các anh chị nhé. Tức là có thể những anh chị họ họ ghét cái cổ phiếu này lắm, họ không thích đó, nhưng mà với cá nhân Hùng Lê thì cổ phiếu penny, cổ phiếu đầu cơ mới là những cổ phiếu có thể nhân tài khoản của mình lên đó. Không biết mọi người suy nghĩ cái câu nói đó như thế nào, nhưng với cá nhân Hùng Lê ông đã đánh, ví dụ PVL ông đánh từ giá 4 xong suýt soát lên đến tận vùng 15, 16, 20 thì đấy là những mã cổ phiếu hay chứ các anh chị, đúng không? Thì khi nó đang ở giá 4 thì mọi người sẽ xếp nó là cổ phiếu đầu cơ, nhưng khi nó có một cái trend kỹ thuật tăng cực kỳ tốt như vậy lên đến tận những vùng 20, 21 ví dụ thế, thì đấy cũng là một cái hướng để chúng ta gợi mở thôi. Đó thì chúng ta lại dung hòa hết lại tất cả những cái phương pháp đầu tư này, rồi nhóm cổ phiếu đầu tư này, nhóm cổ phiếu đầu cơ ở trên thị trường, và ai sở trường ở món nào, ở nhóm ngành nào thì các anh chị thường xuyên đánh ở nhóm ngành đó. Ví dụ có những anh chị chỉ có đánh P thôi, họ không đánh những nhóm ngành khác, khi Hùng phân tích trời phân tích đất gì, nhưng chỉ có đánh P, và khi nào Hùng P mua được là họ sẽ xuống tiền họ mua P, hết nhịp P chốt nghỉ ngơi chờ P chỉnh lại gom. Đó, có những anh chị là chỉ có chơi hàng penny thôi, hàng to không chơi. Đó, những cái hàng mà 50 60 nghìn bảo anh ơi hàng này to lắm em không chơi được, em chỉ thích anh phân tích cho em những cái hàng 2 3 nghìn nhân cho nó mạnh, nhân cho nó nhanh. Đó, đó, đấy là phong cách đầu tư. Thì cái nhóm cổ phiếu penny cũng là nhóm cổ phiếu rất là hay. Theo quan điểm của mình như vậy, và nếu như chúng ta lựa chọn được những cái nhóm mà nó có thanh khoản tốt, à xin lỗi cả nhà, những cái mã cổ phiếu có thanh khoản tốt, rồi điểm vào tốt, thì đây cũng là một cái trường phái, Hùng nó có thể nói như vậy, những trường phái khá là hay. Rồi, rất là quen thuộc cổ phiếu KSQ. Sẽ phân tích lần lượt. Thì đối với KSQ cũng là một cái mã cổ phiếu phân tích khá là dài. Kháng cự 10.5 trong cái nhịp phân tích cũ ở đây, và nó chỉnh cung lại thì cũng đã có gợi ý các anh chị vùng 7.7 đến vùng 8. Hiện tại thì cổ phiếu KSQ đang có xu hướng quay lại vùng 10 đến vùng 10.5, thì vùng này thì canh chốt, nói chung là như vậy. KSQ thì chỉ đánh như vậy thôi. Cổ phiếu HAR cũng là một mã cổ phiếu phân tích tương đối dài. Tuần này thì HAR đã đạt vùng 16.3, 16.3 và đang hướng về vùng giá 18. Như vậy nó để hướng được về vùng giá 18 thì nó cần phải đạt được những yếu tố kỹ thuật nào? Thì các anh chị lưu ý, giống như trong cái nhịp mà khi mà cổ phiếu HAR công vùng 13.5 thì cũng có xây lên vùng 15. Vậy thì để lên được vùng 15 thì nó cần phải có một cái nón ở đây. Và cái nón đấy cổ phiếu nó phải nằm ở trên cái nón đó. Vậy thì bây giờ nó để công vùng 18, 16.3 thì ok rồi. Vậy thì cái nón này sẽ là 15 đến 15.5. Tức là cái biên 15 trước đây là kháng cự thì bây giờ nó sẽ trở thành một cái hỗ trợ kỹ thuật ở đây, để cổ phiếu này nó test về đây. Test về mà không gãy không thủng á, thì cơ hội là nó sẽ đánh lên vùng 18 đó. Và HAR nó đánh một phát từ vùng 10 đúng không ạ,
Đây, mà lên đến tận vùng 18 các anh chị, 80%. Các anh chị thấy có thích không ạ? Thích chứ, Hùng thích lắm. Cổ phiếu Vinamilk khi nào mà đánh được 80%, Vietcombank đến khi nào mới đánh được 80% trong những cái thời gian vừa qua đúng không ạ? Không có. Tứ trụ triều đình thứ hai trong tứ trụ triều đình trong cái nhóm 4 mã cổ phiếu gồm VHG, KSH, CDO và FIT. Thì đối với KSH nó có một cái tình huống nó hơi 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 đột xuất, đó là nó bị công bố chậm chậm báo cáo nên là nó bị hạn chế giao dịch. Nhưng nó cũng có một cái thông tin, đó là khả năng thì nó sẽ hủy niêm yết, tức là hủy tư cách đại chúng. Thì chúng ta bám sát cái thông tin này. Trong tuần tới, khi mà chúng ta có phân tích ở đây một cái nhịp ở khoảng vùng 4.8 đến khoảng vùng 5 là chúng ta gom rồi, thì lên đến tuần tới khả năng nó sẽ đánh lên khoảng vượt vùng vùng 6 cộng 6.5 ở đây. Thì đấy là thời điểm mà chúng ta chốt những cái phần hàng gom ở đây đi, để lên đến đây chúng ta chốt đi. Như vậy là chúng ta đã có một mức lãi nhất định rồi. Phần còn lại thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở góc độ kỹ thuật ở 7 đến vùng 7.5. Trong trường hợp mà về đến đây mà làng chốt thì mình chốt theo. Đấy, và khi mà mình chốt hết nhịp này thì Hùng sẽ chính thức loại KSH ra khỏi cái danh mục tứ trụ. Cổ phiếu thứ ba, thứ hai, thứ ba đúng rồi, CDO. Thì đối với CDO cũng là một cái trend kỹ thuật rất là hay sau, và cũng là một cái trend rất là dài, phân tích khá là dài rồi. CDO nó dài lắm các anh chị, nó dài lắm, nó dài 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 dài. 19 tháng 10 và bây giờ là 7 tháng 1 rồi các anh chị, 3 tháng rồi. Đấy, CDO gom thêm cái vùng mấy đây này. Ôi chà, CDO từ cái thời đánh từ vùng 39 đến vùng 4 các anh chị. 39 đến 4 và đến tận bây giờ vẫn tiếp tục theo, vẫn tiếp tục đánh. Thì đối với từ vùng 3.9 đến vùng 4, đây, vùng tiêu tiêu ở dưới này rồi. Bây giờ nó đó, các anh chị nhìn thấy không? Từ vùng 4 mà lên 9 100% rồi đấy các anh chị. Đó, 100% các anh chị thấy có thích không ạ? Thích chứ. Thì đối với CDO ở trong thời điểm hiện tại, góc độ kỹ thuật của nó đó là vùng 7.6 đến vùng 8. Đây, nó tích nền ở đây, đây là cơ sở để CDO đánh tiếp. Tuần này đẹp, vượt thoát được vùng 9 rồi. Hôm nay hơi tiếc là không không đóng được ở cao nhất ở vùng 9.7 đây. Thì sang tuần tới có thể nó lưng khừng ở quanh 9, tiếp tục công vùng 9.7, sau đó 10.8 và vùng 12. Đấy là cái đường đi dự kiến của CDO. Và mã cổ phiếu thứ tư trong tứ trụ triều đình, hay nói vui với các anh chị là như vậy, đó là mã cổ phiếu FIT. Thì đối với FIT cũng như vậy, một cái hành trình phân tích của FIT cũng dài lắm rồi các anh chị, đâu đó khoảng từ vùng 5 này này, chắc chắn là như vậy. Và đến bây giờ là lên đến vùng 10 rồi và FIT vẫn tiếp tục đánh và chúng ta tiếp tục phân tích, tiếp tục gom, tiếp tục mua. Thì trong một cái nhịp mà nó chạm 10 10.3 đây, nó chỉnh cung ở đây. Thì vùng 9 là vùng chỉnh cung tương đối là đẹp của Fit đấy, thuần về kỹ thuật đúng không anh chị? Đó. Và phiên kết tuần này đẹp rồi, break lại vùng 9.5 và đang ở vùng 10. Thì tuần tới sẽ có một cái điểm khá là nhạy cảm ở đây. Đó, chúng ta sẽ đánh giá thêm ở vùng 10 đến vùng 10.3. Trong trường hợp nó chém được vùng 10.3 thì target tiếp theo chúng ta sẽ nâng lên vùng 12. Rồi, cổ phiếu JVC rất là tâm huyết và đến bây giờ thì em ấy đã chính thức lớn lớn thật rồi. Vùng 9.7 đến vùng 10, sau một cái điểm đánh lên thì nó có điểm test kỹ thuật ở đây và điểm test này thành công và sau đó lực cầu tiếp tục quay trở lại. Tuần này thì JVC hoàn thành target vùng 12. Sang tuần tới có thể nó sẽ có thêm những phiên chỉnh cung ở quanh vùng 12 và sẽ đánh giá thêm trong trường hợp nó chỉnh cung thành công ở đây. Chỉnh cung thành công ở đây thì nó sẽ công vùng 13, 14, 15. Đấy là ba cái target dự kiến tiếp theo của JVC. Cổ phiếu HSL cũng như vậy, rất là tâm huyết và đến thời điểm này thì nó cũng đã chính thức nó lớn thật rồi. HSL sau đây, cái mô hình nó ở đây. Tại sao Hùng lại nói là cái mô hình, tại sao Hùng lại rất thích cái mã cổ phiếu HSL? Anh chị nhìn này, một cái trend nó tăng và nó đi vào một cái uptrend. Mặc dù cổ phiếu penny mà bảo là trend tăng trung hạn thì mọi người sẽ cười, nhưng thực sự là như vậy, thực sự là một cái trend tăng trung hạn của năm 2021 và bây giờ nó kéo sang năm 2022. Thì năm 2021 nó đã viết nên một cái câu chuyện lịch sử từ vùng giá, khoảng đây là vùng giá mấy nhỉ, vùng nó viết nên một câu chuyện lịch sử từ vùng giá 5 đi, năm mà nó đánh lên vùng 12
À, chính xác là vùng 10 thì đúng hơn, 5 đến 10 tức là 100% tài khoản. Vậy thì nó có viết tiếp được cái câu chuyện là từ 10 lên 20 không anh chị? Hoàn toàn có thể, bởi vì nó đang đi vào một cái trend trung hạn. Tất nhiên là đấy là câu chuyện của tương lai. Chúng ta thì chưa thể nói tiếp trước được là 10 lên 20, như vậy là nói chém gió, nói phét. Còn nếu mà chúng ta nói chuẩn, đúng không ạ, là target 12 đã hoàn thành các anh chị. Đấy. Target 12 hoàn thành rồi thì nó sẽ chỉnh cung và biên kỹ thuật của nó là vùng 11.5. Khả năng tuần tới sẽ có những điểm công lại 11.5 ở đây, nó ổn định. Đó, thì chúng ta sẽ nâng lên 14. Rồi 14 mà ổn định thì mới nâng lên 16, 16 ổn định thì lên 18, 18 ổn định thì mới lên 2x, chứ không phải là từ 10 mà đánh lên 2x, nói phép. Ông chém vừa vừa thôi đúng không? Các anh chị lại mắng nhau bây giờ. Rồi HQC cũng là một mã cổ phiếu rất tâm huyết của ông Lê, và đến tại thời điểm này thì em ấy cũng đã thực sự lớn, hoàn thành 10 trên 10. Ở sang tuần tới nếu như mà cổ phiếu này mà yếu yếu một tí thì nó sẽ test lại 10 hoặc có thể cho phép ép tại cung ở quanh vùng 9.6. Tức là biên 10 đến biên 9.6 ổn định. Thì sao ạ? Thì target lên 12. Lực cầu tiếp tục ổn định ở khoảng duy trì được khoảng tầm trên 30 triệu cổ phiếu. Rất là ok nếu tín hiệu này được tiếp diễn. Cổ phiếu HSS, cổ phiếu của anh Hạ thì TCH cũng được, mà HSS cũng được, nhưng hai em này thì mình chỉ chọn HSS thôi, bởi vì cái tính đầu cơ và cái tính tạo lập của HSS nó cao hơn TCH và dễ đánh hơn. Tuần này thì đang công lại kháng cự 13 và nó công cũng chưa thành, nói chung là như thế này là công chưa thành thì nó sẽ chỉnh lại cung. Biên chỉnh cung bây giờ vùng 12, ngày xưa là kháng cự, bây giờ trở thành cái vùng hỗ trợ, vùng đệm kỹ thuật rất là quan trọng, và chúng ta lấy biên 11.7 đến biên 12, đó chính là cái biên mà HSS có thể tích lũy trở lại để chờ công những cái vùng target cao hơn. Và với HSS thì quan điểm kỹ thuật là cổ phiếu này sẽ còn tăng. Cổ phiếu TLD, ok, nhìn về mặt kỹ thuật thì TLD chạm vùng 14/14, các anh chị chốt bớt đi và chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 12-12.5 thì cân lại. TNI đã khuyến nghị bắt rồi, và cái vùng bắt đó là sau khi mà cổ phiếu này tích lũy ở vùng 8 đến vùng 8.5. Bắt rồi, ok. Và bây giờ thì chúng ta chờ đợi lại cổ phiếu này đánh lại về quanh vùng 11 thì có thể ra hàng ở đây. Cổ phiếu ILA chúng ta chú ý vùng 14/14 là kháng cự, và tuần tới thì có thể kéo lên vùng 15. Nếu trong trường hợp nếu mà làng chốt thủng vùng 14 thì chúng ta cũng nên chốt theo. Cổ phiếu AMD rất là tuyệt vời, và đến thời điểm này thì em ấy cũng thực sự lớn rồi các anh chị, thực sự lớn rồi, vượt mệnh 10, nó không còn là penny nữa đâu. Nó là cổ phiếu mệnh rồi nhá. Và AMD thì cũng đã đi theo một cái chiều dài lịch sử. Thử xem AMD nào. AMD dài lắm rồi đấy. Không biết là máy tính bị hỏng nên là 5 đến vùng 5.3 các anh chị. Đó là những cái ngày khoảng 21 tháng 10. Đó, và 5 đến 5.3, và đến bây giờ thì em ấy thực sự lớn, tức là em ấy đã hoàn thành 100% đường chạy rồi. Và vẫn tiếp tục chạy. Thì đối với AMD tuần tới, vì nó hở gáp ở đây này, cái chính cái điều hở gáp nên là sẽ phải cần thêm cái dữ liệu kỹ thuật. Nhưng nếu mà nó khỏe về mặt lý thuyết mà nó khỏe thì nó chỉ có khoảng quanh vùng 9.8 thôi, 9.8 đây này. Đó, nếu nó có chỉnh cung thì nó sẽ quanh vùng 9.8 ổn định, thì chúng ta nâng target lên 11 rồi 12. Đấy là những cái đường chạy dự kiến của AMD. Đẹp ấy. Rồi cổ phiếu FTM cũng là một cái mã cổ phiếu tâm huyết oánh khá là dài rồi. Hiện tại thì nó đã công hoàn thành vùng giá mục tiêu 8 và đang hướng về vùng giá mục tiêu 9.5. Sau khi nó công vùng 9.5 đến vùng 10 và nó tích lũy thành công ở đây và nó chém lại vùng 10 cộng thì nó sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích của nó. Và đối với FTM là mã cổ phiếu đang uptrend trung hạn, tiếp tục chiến đấu. Cổ phiếu DST các anh chị, đẹp không các anh chị? Đẹp chứ? Đẹp. Thì DST Hùng tiếp cận hơi muộn một tí nhưng không sao cả. Và đối với DST có vùng chỉnh cung quanh 12, mục tiêu thì công vùng 14, thủng vùng 14 thì cái đó sẽ phân tích tiếp. Cổ phiếu Bắc Việt
BVG đã phát lệnh tấn công. Không biết là phát lệnh tấn công từ hôm nào rồi. Đây Bắc Việt. Ông sẽ hạn chế tìm, bởi vì thực ra thì nó cũng không có cái gì cả, các anh chị cũng có cái gì thì nói cái em với anh chị cái đó thôi. Ngày 23 tháng 12. Đấy, bắt đầu tính toán đến Bắc Việt. Bắc Việt ở quanh vùng 7.5 8 break 8 thì mua full hàng. Bắc Việt break 8 thì mua full hàng. Đó. Và bây giờ về 10 rồi, 2/8. Ok. Thì chúng ta cũng chia sẻ ở những cái góc độ đó là gì? Đó là chúng ta chia sẻ những cái giá trị thôi, chứ còn cái việc tìm kiếm lại để nói rằng là tôi đã khuyến nghị thế này, tôi đã khuyến nghị thế kia, nó cũng không quá quan trọng đối với Hùng Lê. Các anh chị xem những bản tin tuần thì cũng sẽ biết được cái dòng thời gian rồi, chứ cũng không cần phải nói quá nhiều. Còn anh chị muốn tiếp cận được những cái điểm mua, điểm gom tốt như vậy thì mời các anh chị về với team Hùng Lê thử nghiệm thôi. Không thích thì lại chuyển đi, không có vấn đề gì cả. Rồi Bắc Việt ngày hôm nay đã vượt thoát vùng 10 thì xu hướng tuần tới nó sẽ test lại quanh vùng 9.7. 9.7 ổn định, lực cầu đánh như này thì Bắc Việt là tốt rồi. Và trong nhịp này thì cũng đang hướng Bắc Việt lên khoảng vùng 12 là hợp lý. Rồi cổ phiếu TTB TTB cũng hay, đang gom và cũng nhìn xem nào, được đấy. Rồi quanh vùng hình như nhớ không nhầm là vùng 10.5 đến vùng 11, xong nó quanh biên 11.5 hướng về vùng giá mục tiêu 13. Vượt thoát vùng 13 thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục nâng target của cổ phiếu TTB lên. OGC chính thức cũng đã gia nhập team của Lê rồi, và chúng ta đã có một cái hành trình gom ở quanh vùng 11, ở vùng 10.8, 10.4 đến 10.8 thì chưa gom được, nhưng mà vùng 11 thì đã có những cái điểm gom rồi. Bây giờ nó đang công vùng kháng cự 12. Nhìn lực cầu, thực ra cổ phiếu OGC mình tiếp cận hơi muộn, nhưng không sao. Nhìn cái thế trận này thì OGC sẽ còn có cơ hội để chúng ta đánh tiếp. Đó. Thì các tài khoản đã gom rồi thì chúng ta sẽ lưu ý sang tuần tới, khả năng thì nó sẽ vẫn còn một cái điểm chém cung ở đây nữa này, quanh vùng 11 năm. Có thể sẽ có thêm một cái điểm gom ở quanh 11 năm nữa. Và khi nào mà lực cầu vượt thoát vùng 12.5, sau đó nó xác nhận nó test cung lại 12.5 thành công thì đấy là một cái trang kỹ thuật mà chúng ta sẽ ok để chúng ta yên tâm để chúng ta chiến đấu. Rồi sẽ đẩy nhanh tiếp không anh chị, không không hết. Nhìn thế thôi chứ cái dòng cổ phiếu mà team Mùng Lê đánh toàn đánh những cái dòng này thôi. DL1 rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Sau khi Mùng phân tích rồi thì Mùng có nói đến vùng 14, không gãy các anh chị cứ cầm biên 14.2, 14.7 biên tích lũy. Phiên kết tuần này đã chém lại vùng 16. Xác nhận DL1 sẽ đánh với lực đánh như này thì khả năng sẽ đi lên vùng 18. ABS cũng rất là hay. Rất là hay luôn, và cổ phiếu này sẽ theo đến cùng luôn. Nói chung là bám như đỉa đói luôn. Vùng 27 ép cung về đây, đã phân tích điểm hỗ trợ kỹ thuật này ở trên nhóm. Phiên kết tuần như này là tạm ổn rồi, lấy lại vùng 28.5 và chúng ta sẽ chờ đợi một cú hích để nó công lại vùng kháng cự đây. Công lại vùng kháng cự 33, sau đó nó quay lại test, nó ngồi lại được trên vùng 3x thì khi đó sẽ là có một câu chuyện dài của cổ phiếu ABS. TSC nó đi kẹp cùng với ABS và TSC tuần này cũng đã chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 17 và đang hướng về vùng 18 đến vùng 18.5. Cổ phiếu MBG rất là dài rồi, đúng không các anh chị? MBG thì nếu nói với MBG thì nó dài lắm rồi. Dài dằng dẵng luôn. Đâu đó từ vùng đây này, chắc cũng khoảng từ vùng 7 vùng 8 rồi. Bây giờ nó lên đến vùng 17, 18 rồi. Như vậy là em ấy cũng thực sự lớn rồi. Lớn, rất lớn rồi, đúng không ạ? Thì đối với MBG, góc độ tiếp cận của Hùng đó là đánh dài. Và để đánh dài thì cách duy nhất đó là chỉnh cung kỹ thuật gom. Thì trong cái nhịp ép của nó ở đây là vùng 15 đến 15.5, vùng 16 thì đã thực hiện gom một phần ở đây. Tất nhiên ở vùng này đã có hàng rồi và về nhịp ép này gom tiếp. Và sang tuần tới thì nó khả năng nó sẽ ép gom ở quanh vùng 17-17.5. Đây cũng sẽ là một nhịp ép gom tiếp ở đây để hướng về vùng giá mục tiêu 20. Và khi cổ phiếu này bay vùng 20 cộng là thôi, chúng ta nắm giữ luôn. Chúng ta không có bán, không có cover hàng nữa. Bởi vì khi đã bay được vùng 20 cộng rồi thì nó sẽ khá là tốt.
Cổ phiếu DAH đấy, phân tích toàn những cái mã cổ phiếu đâu đâu đúng không anh chị, mà rất quen thuộc với team Hùng Lê đây này, thử đánh cổ phiếu DAH này ấy ra nhiều lắm đấy. Thôi không tìm nữa, tìm mất thời gian lắm. Vùng 11.6 là vùng hỗ trợ kỹ thuật đang hướng về vùng 13 đến vùng 14, canh chốt. Fit, em Fit cũng rất là quen thuộc. Thì đối với Fit là có phân tích ở đây, một cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây đang target lên 15, 16 và bây giờ đang hướng về target 18. Trên những cái yếu tố tạo lập thì vùng 16.5, vùng 17 sang tuần tới thì Fit có thể tích lũy thêm các cái biên kỹ thuật của nó ở đây. Ở tuần này cũng sẽ giới thiệu thêm tứ trụ, mình đang xếp vào một cái nhóm tứ trụ tiếp theo. CGV rất là đẹp. CGV thì đã phân tích rồi, vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 6.6 đến vùng 7.2, đây là những cái vùng mà chúng ta sẽ canh gom, và kháng cự cuối cùng của nó ở đây là vùng 9. Khả năng tuần này thì nó sẽ chạm 9 và nó sẽ chỉnh lại quanh 8 thì chúng ta sẽ đánh giá thêm, và CGV sẽ break vùng 9 thì khi đó chúng ta mới bắt đầu một cái hành trình tiếp theo của cổ phiếu CGV. Cổ phiếu SRT cũng là một mã cổ phiếu đang được xếp trong nhóm này, bốn mã cổ phiếu tiếp theo. Thì con này thì nhìn ở góc độ dài từ vùng 6 này, sau đó vùng 6.5 đến vùng 7, tất cả những cái này là hình như đã phân tích kỹ rồi. Thì hiện tại là cổ phiếu này đã có một nhịp đánh lên và bây giờ thì nó đang có một cái nón ở đây vùng 8.2 đến vùng 8.6, vùng này đang canh gom. Có thể chạm 10 nó sẽ chỉnh, hoặc là chạm vùng 11 nó sẽ chỉnh ở đây. Tức là nó khi mà nó nhịp này nó long lên thì bắt buộc nó sẽ có một cái nhịp chỉnh ở đây. Và cuối cái con đường chỉnh đó thì cái việc mẫu chốt vấn đề nó là trên 11 cộng, thì khi đó chúng ta sẽ tính trang kỹ thuật trung hạn. Tức là đây đang là những cái đoạn đánh nháp. Và những cái đoạn đánh nháp đó là những cái đoạn mà gom, cơ hội để gom. BTN, ok, gom xong rồi. BTN gom xong rồi, BTN như thế này hay quá rồi. BTN nó đang mang giám dốc của VHG, cứ nói như vậy là các anh chị hiểu. Và vùng 7.5, vùng 6.6 đến vùng 7.5, đây là những cái vùng gom kỹ thuật rất là đẹp. Vùng 7, vùng 7.5, khả năng thì bây giờ nó chạm 8 rồi thì nó sẽ chỉnh cung. Nó sẽ chỉnh cung thêm một tí tẹo nữa. Tức là chúng ta sẽ canh để chúng ta gom đủ hàng. Và sau khi mà cổ phiếu này vượt thoát vùng 8 cộng thì khi đó là đến giai đoạn mà chúng ta nắm giữ và chúng ta bắt đầu tích góp thêm năng lượng sau những cái trend kỹ thuật của nó đi lên ở trên này. Còn đây đang là những giai đoạn gom rất là tốt. Rồi cổ phiếu thứ ba rồi, đúng không ạ? Cổ phiếu thứ tư đó là cổ phiếu Mark, đã được phân tích khuyến nghị đầu tư. Và Mark thì đầu cơ, xin lỗi, không phải đầu tư đâu. Mark cũng đã được có những cái phân tích ở quanh 10 và nhìn về mặt thế trận là chúng ta bắt đầu set up một cái trend kỹ thuật của Mark ở trên vùng 10 cộng ở đây. Tức là chúng ta đã có thời gian để gom quanh vùng 10.4 trong tuần vừa qua này, 10.4 bây giờ nó đã đẩy lên vùng 11 và chờ đợi cổ phiếu này vượt thoát vùng 12 và bay vùng 12 à 11.5 cộng, tức là cổ phiếu này bay vùng 11.5 cộng thì bắt đầu đi xây target. Còn ở những cái góc độ mà cổ phiếu chỉnh cung kỹ thuật ở đây, đó là cái thời điểm mà chúng ta gom đủ hàng. Đó. Mark này, không phải bây giờ mới phân tích đâu. Mark này, 29 tháng 12. Đó, 29 tháng 12. Như vậy là đã bắt đầu có những cái tiếp cận những cái mã cổ phiếu, và các anh chị nhìn thấy đây đó là trong một cái hành trình thì chúng ta có rất nhiều các mã cổ phiếu. Đó, rồi. Giới thiệu thêm cho anh chị hai mã cổ phiếu nữa, có kịp thời gian thì thôi, không kịp thời gian nữa, bốn mã cổ phiếu đẹp nhưng mà thôi lướt qua thôi. DGC, DQC, bóng đèn điện quang đó. Hùng Lê đã khuyến nghị bắt, và đến tại thời điểm này sau khi bắt xong thì nó cứ thế nó dựng đứng lên thôi. Cổ phiếu APC cũng như vậy, rất đẹp. Cổ phiếu NNC trong một trang kỹ thuật đánh dài cũng rất đẹp rồi. Đó, miệt mài gom quanh vùng 27-28 ở đây. Cổ phiếu KSB chú ý, anh chị em chú ý gom thêm ở quanh khoảng vùng 44.5 đến khoảng vùng 45. Và chúng ta phân tích hai mã cổ phiếu chốt sổ, đó là DLG, ok. Đẹp không anh chị? Đẹp chứ. DLG kẹp cùng với TTF, đấy là hai mã cổ phiếu không thể thiếu. Và đến thời điểm hiện tại thì DLG cũng đã công lại 10.
Nó đang gặp kháng cự 10.5 và sau khi gặp kháng cự này thì nó sẽ đi ngang ở biên 10 đến biên 10.5, không thủng và lực cầu vẫn ổn định ở khoảng tầm 12 triệu thì xác suất cao trong nhịp này thì DLG sẽ công vùng 12. TTF rất là tuyệt vời. TTF chính thức là trong tuần cũ thì TTF đã hoàn thành vùng giá mục tiêu, đó là vùng 14 trên 14. Và sau đó thì có phân tích cho các anh chị vùng 13.5 và thậm chí là vùng 13, đấy là những cái điểm ép cung có thể có của TTF. Và nó ép ở đây này, những cái điểm ép cung rất đẹp. Phiên này là phiên xác nhận, đến phiên giao dịch của ngày thứ tư là TTF chính thức ngồi lại vùng 14 cộng. Đó, và phiên này thì thôi rồi, xong rồi. Chính thức lên vùng 16. Chạm vùng 16 thì có thể chỉnh cung lại ở quanh biên kỹ thuật 14.7 đến biên 15 trước khi công lên vùng kháng cự 18, tức là vùng 14.7 mà không thủng và lực cầu vẫn cứ đánh tưng bừng như thế này thì vùng 18 và sau đó sẽ là vùng 2x. Khi TTF còn ở vùng giá 67 thì chúng ta nói rằng là TTF có target ở vùng 14, đúng không ạ? Nói như vậy thì không ai tin, nhưng mà đến thời điểm này thì TTF đã hiện thực vùng 14 rồi và xác suất để đi về vùng 2x. Thực ra cái vùng 2x thì cũng đã nắm được khá là lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì chúng ta cứ hiện thực dần dần. Chứ còn bây giờ từ vùng 7 mà nói lên 20 thì lại bảo là ông nói phét, đó ví dụ như vậy. Nhưng mà nó đang hiện thực, nó đang hiện thực hóa cái câu chuyện của TTF. À, thêm một cái mã cổ phiếu PVL nữa, hình như khi lại chưa 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 phân tích. Sót mất các anh chị để điểm danh. Thì đối với PVL chúng ta có một hành trình từ vùng giá 4 lên tận vùng 20. Đấy là đã phân tích và đã có ở trong team. Sau đó chỉnh cung thì lấy cái vùng 14 làm cái vùng chốt chặn cuối cùng, tức là vùng gọi là vùng 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 kỹ thuật đi. Nói nôm na như vậy, xong biên 14 đến biên 15 đến biên 16, đúng không anh chị? Ông đã mô phỏng một cái chu trình đi trong biên hẹp và đây chính là cây nến phát đi cái tín hiệu kỹ thuật để xác nhận cổ phiếu này hồi về vùng 20. Phiên ngày hôm nay thì chạm vùng 20 mà lắc này, thì chúng ta lưu ý lại giúp vùng lê, đó là vùng 19 tuần tới nhá. Nếu mà thủng vùng 19 thì chốt đi, đừng có giữ, rồi xong về đến dưới này chúng ta lại gom lại. Trong trường hợp nó vẫn giữ được trên 19 cộng đó thì chúng ta giữ để có thể kỳ vọng là vùng 21 đến khoảng vùng 22. Ok, bản tin tuần này như vậy là chúng ta sẽ dừng lại ở đây tất cả các cái danh mục cổ phiếu. Còn những cổ phiếu nào mà các anh chị quan tâm thì các anh chị có thể comment ở phần dưới dòng thời gian của bản tin tuần thì cũng sẽ dành thời gian để chúng ta trả lời. Còn bây giờ thì sẽ có một vài cái góc nhìn về thị trường chung ở trong tuần tới. Thì như vậy là chúng ta đều biết rằng là trong tuần vừa qua thì chỉ số, chúng ta sẽ nói đến index trước, chỉ số index đã chính thức trong mở phiên, trong phiên giao dịch của ngày thứ hai đã chính thức break vùng 1.510 điểm với một cái lực đánh rất là mạnh mẽ. Và trong tuần thì index đã đi lên được ở vùng 1.500 1.535 điểm, và như vậy thì cái vùng 1.535 điểm này đã trở thành một cái vùng kháng cự tuần rất là mạnh ở đây, và tất cả những cái điểm kháng cự này thì gần như lên đến đây là index của chúng ta đều bị đạp lại. Thì trên góc độ kỹ thuật thì index có thể quay lại vùng 1.520 đến khoảng vùng 1.510 điểm ở đây, chính là nó quay lại cái điểm mà nó đã break, gọi là cái nền kháng cự rất dài của nó ở đây. Thì sau khi nó thoát lên thì xu hướng thông thường về mặt xu hướng là cổ phiếu nó sẽ test lại ở đây, thậm chí có thể vùng 1.500 điểm, nhưng vùng 1.500 điểm thì cũng chưa có tính. Và tạm thời chúng ta tính 1.520 hoặc 1.510 cho tuần giao dịch mới. Đối với chỉ số phái sinh, chỉ số VN30 thì trong tuần nó cũng đã chính thức break vùng 1.540 điểm, 1.540 ở đây, và nó đi được lên một cái vùng 1.555. Đó, đây này các anh chị này, Hùng sẽ tìm bản tin 188. Thì Hùng có đánh giá khi song song với đánh giá bản tin tuần thì sẽ có những cái thông tin khá là chi tiết. Đó là phái sinh thì sẽ dự công cái mốc 1.555, còn VN30 thì sẽ dự công cái vùng kháng cự. Đó, cái vùng kháng cự là sẽ đánh giá 1.550. Và trong tuần thì nó chính thức là đánh, nó đã đánh vượt thoát vùng 1.550 và đi lên được vùng 1.560. Còn đối với phái sinh đây anh chị thì nó đã công vùng 1.555 đến lên được vùng 1.560. Như vậy hiện tại thì vùng 1.555 điểm của phái sinh nó cũng sẽ trở thành một cái vùng kháng cự
tuần, ở trong tuần giao dịch mới, tức là đến vùng 1555 đến một vùng 1560. Đó sẽ là vùng kháng cự tuần. Còn trên góc độ kỹ thuật của điểm hỗ trợ thì tuần tới thì chắc chắn rằng là VN30 sẽ quay lại kiểm tra cung ở vùng 1530. Sâu hơn thì sẽ lấy vùng 1518 đến 1520 chính là cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần mình đã có đề cập ở trong bản tin tuần cũ, tức là tuần video số 188, thì xu hướng là nó sẽ test cung lại, sẽ test cung cầu lại. Cùng với đó thì chỉ số phái sinh cũng như vậy, phái sinh thì xu hướng nó cũng sẽ kiểm tra lại, nó sẽ kiểm tra lại vùng 1530 đến 1535. Sau khi mà nó kiểm tra cái nền này, nếu thủng thì nó mới tính toán, chúng ta mới tính toán đến nền 1518 đến 1520. Và như vậy thì nhìn về mặt xu hướng hiện tại thì thị trường chung đang đi vào một nhịp chỉnh cung. Và khi thị trường chung đi vào một cái nhịp chỉnh cung á, thì thông thường là các cái mã cổ phiếu blue chip hoặc là trụ, hoặc là nhóm banh hoặc nhóm chứng khoán đi, thì đấy là những cái nhóm ngành mà có thể chịu những cái tác động tiêu cực trong giai đoạn ngắn hạn, tức là trong giai đoạn thị trường chỉnh cung và chỉnh xong, thì chính những cái nhóm đó thì sẽ là những cái nhóm hồi phục đầu tiên. Còn đối với góc độ nhóm penny hoặc là nhóm mid cap, cái phần cuối cùng mình lên phân tích ở trên nhóm, thì gần như những cái nhóm đó thì nó cũng ít bị ảnh hưởng với những cái nhịp mà thị trường chỉnh. Chính vậy nên các anh chị nhìn thấy là trong phiên ngày hôm nay thị trường tiếp tục chỉnh, nhưng mà các cái nhóm cổ phiếu penny, ví dụ như AMD, ví dụ HQC, JGC, HSL, rồi CDO, KSH, hoặc là ví dụ như là cổ phiếu FIT, DLG, TTF, ví dụ vân vân, đấy là những mã cổ phiếu mà vẫn đang tốt ở trong tuần, trong phiên ngày hôm nay. Ok, như vậy là bản tin tuần đến đây là hết. Trùng Lê xin kính chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta sẽ còn những cái tuần cuối cùng trước cái kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cố gắng tận dụng những cái nhịp tăng tốt của thị trường, tận dụng những cái nhịp tăng tốt của cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ, để chúng ta hiện thực hóa một năm đấy thành công, để chúng ta làm có một cái tiền đề sau cái kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, thì chúng ta sẽ bắt đầu cày cuốc nó với một cái tâm thế vị thế thoải mái, với một cái tâm thế vị thế của một người chiến thắng ở trong năm cũ, để tiếp đà cho một cái năm mới, năm 2022 thành công hơn, tốt đẹp hơn. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.